minh ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến người phụ nữ thường được ví như người giữ lửa hạnh phúc trong gia đình bởi vậy mới có câu đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm nhưng đâu đó vẫn có những người đàn bà lại biến tổ ấm của mình thành địa ngục khiến cho những đứa trẻ mình dứt ruột sinh ra sống trong những chuỗi ngày bất hạnh câu chuyện hôm nay kể về một gia đình có một người đàn bà như vậy Và nỗi niềm của đứa trẻ mà cô ta từng mang nặng đẻ đau Lại có thể khiến bao nhiêu bất bình nổi sóng trong lòng bạn đọc và nghe chuyện chúng ta Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Sáng bánh mắt ra rồi Con Hoa đâu mà giờ này còn chưa dậy Dậy dọn dẹp Cơm nước cho tao với bố mày Còn ăn thì đi làm Tiếng hồng lanh lành vang lên Xóa tan cái tiếng lặng của không gian Giờ mới năm giờ kém, trời mới tờ mờ sáng, nhưng ngày nào cũng vậy, Hoa đã bị Hồng đánh thức từ rất sớm. Hoa còn ngái ngủ, nhưng cũng chẳng chần chừ nằm thêm một giây nào. Ngay sau tiếng gọi, Hoa vội vàng thư thật lớn, lấm lét chạy ra ngoài cửa Lý Nhí, "Dạ mẹ, con đã dậy rồi ạ. À? Sao tao gọi mãi mày mới ra hả? Việc nhà còn bao nhiêu không dậy mà làm, con ngủ nước hay mày tính để tao làm hộ mày luôn?" Hồng đai nghiến Dạ con đâu dám Giờ con đi dọn dẹp và nấu cơm ngay đây ạ à? Hoa khúm núm Nói xong Hoa lủi thủi đi vào Cô bé bắt đầu dọn dẹp từ trong ra ngoài Quét dọn xong Hoa lại lao vào giặt đống quần áo bừa bãi Đã được bày ra từ hôm qua Nhà có máy giặt Nhưng Hồng luôn bảo Hoa giặt tay với lý do Dùng máy giặt tốn điện Và nhà cũng có đầy người Không cần phải dùng máy móc làm gì cho tốn kém Nhưng điên nghiên Nói là một việc, trong gia đình chẳng có ai làm ngoài Hoa Sau khi vật lộn với đống quần áo một lúc, Hoa lại vội vã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho gia đình Quần quật suốt từ sáng tinh mơ, cuối cùng Hoa cũng làm xong mọi thứ Hoa dọn đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng Bữa sáng chuẩn bị xong rồi à, con mời bà ngoại, mời bố, mời mẹ xuống ăn cơm ạ à? Có phải việc lặt vặt thôi, mà làm mãi mới xong, sao mà mày vô dụng quá vậy Hồng đang nằm trên chiếc võng ngoài nhà thì đứng dậy cào nhào. Em thông cảm cho nó đi, nó còn nhỏ mà. Với lại, nó cũng làm xong hết mọi việc rồi còn gì nữa. Hoàng bước từ trong phòng xuống, cất giọng. Anh thì biết cái gì, bằng tuổi con hoa, chúng nó làm được đầy việc còn to lớn hơn kia kìa. Chứ vịt rời thế này, không tập làm việc, mà mai sau về phục vụ nhà chồng, thì còn làm được cái gì nữa? Hồng xéo sắt. Còn Hồng, nó nói đúng đấy, phải cho nó làm đi, chứ không uốn nó từ nhỏ thì sau này nó làm được cái trò trống gì đâu, cho nó đi học là may lắm rồi, chứ không thì cũng chẳng cần thiết, mai sau nó vẫn đi theo chồng nó thôi." Bà Mai chêm vào một câu, "Ơ kìa, mẹ với em." Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Hồng đã ngắt lời, "Thôi, ngồi ăn đi, ăn xong đi làm. Còn Hoa, ra xem đống quần áo thế nào rồi phơi nốt đi, giặt xong không đi phơi mà còn để lại cho ai?" Hoa cúi gằm mặt, nén thở hắt ra một hơi thật dài. Con bé bất lực. Dạ mẹ, giờ con đi làm ngay ạ. Hoa chỉ mới 10 tuổi. Nhưng từ khi lên 8, cô đã bị Hồng bắt làm hết đủ mọi việc trong nhà, kể cả việc đi chợ và nấu ăn. Và những lời nói kia là những lời nói con bé phải nghe thường xuyên mỗi ngày. Hoàng lớn hơn Hồng 2 tuổi, cả hai quen nhau từ hồi Hồng vừa mới vào đại học. Do một lần hai người lầm lỡ nên Hồng đã có thai. Dù được ngăn cản nhiều, nhưng Hồng vẫn nhất định muốn cưới và Hoàng thì không muốn con mình sinh ra không có bố, nên cả hai đã cãi lời gia đình để đến với nhau vào năm mà cả hai chỉ mới 18, 20. Cứ tưởng cuộc hôn nhân sẽ thực sự viên mãn và hạnh phúc, nhưng tất cả đã vỡ mộng. Nhà Hồng không phải quá giàu có, nhưng là vì con duy nhất trong gia đình nên Hồng luôn được nuông chiều và ít khi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Hồng sống cuộc sống như một tiểu thư, cho nên thái độ suy nghĩ và cái tôi của Hồng rất lớn. Hoàng cũng là con một trong nhà, tuy gia đình khá giả nhưng bố Hoàng cũng mất sớm, chỉ còn duy nhất mẹ Hoàng. Thời gian đó, Hoàng muốn chịu trách nhiệm với Hồng, nên sau khi cưới xong, cả hai đã chuyển ra ở riêng. Ngoài liên lạc với mẹ, Hoàng cũng không liên lạc với bất kỳ người thân nào khác nữa. Mọi chuyện chỉ thực sự tệ khi Hoa được ra đời. Ngay từ khi siêu âm và biết trong bụng mình là một đứa con gái Thì Hồng đã cảm thấy vô cùng chán nản và hụt thẫn Cô muốn có một đứa con trai Suốt từ khi được ra đời 10 năm nay Hoa phải sống một cuộc sống quá bạc bẽo Cô bị mẹ ruồng bỏ và coi thường Hoa phải làm việc nhà quân quật Từ nhỏ không khác gì người ở Cuộc sống càng ngột ngạt hơn khi bố Hồng mất Và mẹ Hồng chuyển về sống cùng con gái những lời chi chiết ngày càng nhiều và thường xuyên. Hoa càng phải làm nhiều việc hơn nữa, còn Hoàng, dù là trụ cột trong gia đình, nhưng dưới sức ép của mẹ vợ và vợ, Hoàng cũng chẳng thể có quá nhiều tiếng nói trong gia đình. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Hồng và bà Mai cứ bảnh trướng trong nhà, còn Hoàng thì cứ mãi nhu nhược để họ hạnh hoẹ và làm khổ con gái. Hoa cũng chỉ bất lực chấp nhận cuộc sống như vậy, Hoa đã quá quen với cuộc sống không khác gì con trâu con bò của mình. Cả nhà đang dùng bữa tối, Hoa vẫn loay hoay trong bếp, Hồng cất giọng. Anh Hoàng à, sắp tới em định chuyển sang tự kinh doanh, chứ cứ mãi làm công ăn lương thế này thì đến bao giờ mới giàu được. Anh thấy cuộc sống gia đình mình vẫn đang ổn mà, Hoàng bất ngờ. Ổn bây giờ thôi, chứ sau này anh và em nhiều tuổi hơn, còn Hoa nó sẽ phải lớn và lấy chồng. Mẹ em cũng già yếu rồi, thì lúc có chuyện gì biết dựa vào ai đây? nên em thấy chúng ta nên tự kinh doanh để có vốn liếng để dành với lại sau không còn nhiều sức nữa thì kinh doanh cũng là một phương án phù hợp con hồng nó nói đúng đấy ví dụ như có đứa con trai thì sau này lớn lên mấy cái thân già còn nhờ cậy được vào nó chứ còn hoa nó đi lấy chồng là hết đến lúc không may xảy ra chuyện gì thì nó cũng chẳng thể bỏ nhà chồng nó mà về đâu lúc đó thì chết cả lũ à bà mai cau mày Hoàng trầm tư suy nghĩ một chút rồi đáp tiếp vậy cũng được em cứ mở đi rồi có gì thì mẹ với con hoa giúp em còn anh thì chắc anh vẫn phải tiếp tục công việc của mình thôi nhưng hồng ấp ứng sao vậy em 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 không đủ tiền anh ạ à. tiền lương tháng nào anh cũng đưa cho em một nửa rồi mà còn tiền lương đi làm của em nữa mà vẫn chưa đủ anh ạ à. mỗi tháng em còn phải chi tiêu cho gia đình mình tiền cho con hoa đi học rồi muốn mở ra thì còn tiền lấy hàng Tiền thuê mặt bằng và tiền phụ phí nữa. Phải thuê mặt bằng mới, chứ em thấy mở ra tại nhà mình thì không ăn thua anh ạ. Hoàng nhân mặt, gãi đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía bà Mai. Bà Mai như hiểu ý, liền chối đầy đẩy. Con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ có đi làm gì đâu, mẹ làm gì có tiền. Giờ vợ chồng con mở ra thì mẹ cũng chỉ phụ một tay hỗ trợ con Hồng bán hàng. Chứ mẹ già yếu rồi, con làm được cái gì nữa đâu. Hồng tiếp lời, hay anh cố gắng chạy vậy vay mượn bên nội nhà anh đi nhà anh cũng giàu mà thế nào họ chẳng giúp đỡ anh em cũng sẽ vay mượn bạn bè và mọi người xung quanh để bù vào giấy phép kinh doanh sẽ đứng tên anh em chỉ là người giúp anh quản lý và bán hàng thôi đúng đúng như vậy thì con vẫn là chủ của cửa hàng cũng vẫn có thể đi làm công việc kia tiếp được mẹ thấy con hồng tính thế là đúng đấy tất cả vẫn là vì con vì cuộc sống tốt đẹp của gia đình mình anh yên tâm em cũng có mối lấy hàng rẻ cũng được bạn bè giới thiệu cho nhiều khách hàng Nên chắc chắn mở bán sẽ rất đắt khách Chẳng mấy chốc mà thu hồi lại vốn đâu anh Rồi sau khi thu hồi vốn Mình cứ thế mà vận hành Lúc đó thì kiếm bội tiền đấy chứ Hoàng vừa nghe vừa gật gù hưởng ứng Thấy những lời nói của vợ và mẹ vợ rất có lý Nó không khỏi làm cho anh phấn khích và kỳ vọng Hoàng hô hởi Được rồi, vậy em cứ sắp xếp mở đi Anh sẽ lo xoay vốn bù vào đó là một bữa tối rôm rả ba người bàn tán sôi nổi và nói lan man về rất nhiều viễn cảnh tương lai tươi đẹp của cửa hàng sau khi được mở ra chỉ có riêng hoa con bé vẫn lặng lẽ cặm cụi làm việc và dọn dẹp sau bữa ăn nghe bố mẹ và bà ngoại nói chuyện con bé chỗ hiểu chỗ không nhưng đương nhiên hoa cũng chẳng quá để ý làm gì vì cô hiểu là dù thế nào, dù cửa hàng có thực sự phát triển thật thì cô cũng chẳng có lợi ích gì, hoặc có thể là cô càng vất vả hơn để vừa có thể lo việc gia đình, vừa có thể lo thêm việc ở cửa hàng. Nhưng hoa trăm ngàn lần không nghĩ rằng tương lai sắp tới của cô sẽ rất tệ, tệ hơn tất cả những gì cô có thể nghĩ ra. Đúng như lời hứa, vài ngày sau hoàng mang một sấp tiền về đưa cho hồng hồng rất vui vẻ nhận lấy số tiền và cô cũng chẳng quan tâm hoàng đã lấy số tiền này ở đâu chỉ nửa tháng sau đó cửa hàng đã được khai trương đó là một cửa hàng bán mỹ phẩm giữ đúng lời hứa hồng để giấy tờ kinh doanh đứng tên hoàng tấm bảng hiệu cũng được đặt là anh hoàng cometic cửa hàng tuy không quá to nhưng nằm trên con đường lớn rất nhiều người qua lại và cũng gần với nhà của hoàng Bước vào trong, cửa hàng cũng được trang trí rất đẹp, rất nhiều đèn với nhiều loại mỹ phẩm tên tiếng Anh. Hoàng chẳng biết nhiều về mỹ phẩm, nhưng thấy bảng hiệu có tiếng Anh, phía trong cũng toàn là những sản phẩm nước ngoài làm. Hoàng cũng cảm thấy mình thật là Tây. Ngày khai trương, rất nhiều bạn bè của hai vợ chồng đến chung vui. Hoàng mặc bộ vét đen, tóc vuốt bóng lộn, trông thật oách. Hồng mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, trang điểm, làm tóc như đi tiệc. Bà Mai cũng ăn mặc sang trọng, đứng tiếp khách giúp con gái và con rể ai cũng tấm tắc khen vợ chồng hoàng đẹp đôi và quá giỏi rằng hoàng thật may mắn khi có một người vợ tuyệt vời vừa giỏi giang lại vừa xinh đẹp hoàng được khen thì phổng mũi cứ ôm ấp thể hiện tình cảm với hồng mãi còn bà mai thì khỏi nói cũng phổng mũi không kém bên cạnh hai nhân vật chính là hoàng và hồng thì hoa cũng nổi bật không kém hoa mặc bộ áo dài cách cân để xóa tóc Chiếc má phúng phính, nước da dù không trắng hồng mịn màng như những em bé khác nhưng cũng không làm giảm đi sự dễ thương của Hoa. Đôi mắt long lanh, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, mỗi khi có khách hoặc bạn của bố mẹ vào cửa hàng, Hoa cứ quanh quẩn ở cửa hàng suốt, hết chạy đi mời nước mọi người, lại dẫn mọi người vào cửa hàng tham quan, ai gọi, Hoa cũng dạ dạ, vâng vâng rất lễ phép. Đã có rất nhiều vị khách của bố mẹ không tiếc lời khen dành cho Hoa con bé dễ thương quá, con bé ngoan ngoãn nhanh nhẹn nhỉ. Còn của anh chị đúng là quá dễ thương mà, con hiểu chuyện nữa. Gia đình bạn ấy toàn cực phẩm nhỉ, từ bố mẹ đến con gái luôn ấy. Hoa cũng bất ngờ vì được mọi người khen quá nhiều. Cũng đúng thôi, vì có thể mọi ngày hoa lem luốc và luộm thuộm hơn thì phải, làm việc nhà liên tục không ngừng. Nhưng hôm nay, con bé như được làm một người khác vậy, con bé được ăn mặc đẹp, được gặp rất nhiều người, được mọi người xoa đầu, khen nức nở. Hoa cũng được bà và mẹ đối xử rất dịu dàng, khác hẳn mọi ngày. Đây như một giấc mơ vậy. Nhưng mơ đẹp đến đâu thì cũng đến lúc phải thức dậy. Chỉ cần đến trạng vạng tối khi khách khứa đã về hết, mẹ và bà ngoại lại thay đổi 360 độ. Sau một ngày vất vả chạy qua chạy lại, Hoa đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế. Hoa nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười mãn nguyện chưa bao giờ cô được mặc bộ quần áo đẹp như vậy. Bỗng có tiếng chu chéo phát ra, "Con Hoa đâu rồi? Thay bộ quần áo đó ra đi, để tao còn đi trả người ta, sắp quá giờ rồi, chậm hơn một tí nữa là người ta tính thêm tiền đó." Câu nói của Hồng làm cho Hoa như đang trên chín tầng mây thì rơi thụp xuống đất. Vậy là quỹ đạo hàng ngày đã quay trở lại rồi. Hoa giật mình nhìn mẹ rồi nhanh chóng cầm chiếc túi chạy thẳng vào nhà vệ sinh cô thay bộ quần áo dài ra, mặc lại bộ quần áo cũ hàng ngày mà mẹ đã chuẩn bị cho từ trước. ra đến cửa, cô khúm núm đưa cho mẹ cái túi quần áo. đã gấp lại đàng hoàng cho người ta chưa? có làm bẩn hay rách chỗ nào không vậy? hồng lạnh lùng. dạ, con không làm bẩn hay rách chỗ nào ạ. À? con đã gấp lại gọn gàng rồi ạ. À? hoa lý nhí. cầm lấy cái chổi, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ lại đi. dọn cho nhanh vào. rồi về còn dọn dẹp nhà cửa, còn chuẩn bị cơm nước nữa. tao và mẹ mày đói lắm rồi. Bà Mai đưa chiếc chổi về với Hoa, bình thản nói. Hoa cúi gằm mặt xuống, dạ. Cầm chiếc chổi, cô lại bắt đầu dọn dẹp. Trời bắt đầu đổ cơn mưa lay phay, làm mấy cái thứ xác càng khó quét sạch. Từ sáng sớm nay, Hoa đã phải ra quán phụ mẹ, chuẩn bị mọi thứ, chạy đôn chạy đáo giúp mẹ tiếp khách. Kể ra, Hoa còn chưa được ngồi nghỉ quá 10 phút giờ lại phải oằn lưng để dọn dẹp mấy cái thứ khó sạch này với cái thời tiết không thể chớ trêu hơn hoàng có việc nên đã về từ buổi chiều còn hồng và bà mai vẫn cứ cắm mắt vào cái két đựng đống tiền hôm nay bán hàng khai trương cùng với đống phong bì mà mọi người tặng tuyệt nhiên chẳng có sự quan tâm nào dành cho cô gái bé bỏng tội nghiệp đó sau một lúc lâu cuối cùng mọi thứ đã được dọn dẹp xong hoa cất giọng ề oải thưa mẹ với bà con dọn xong rồi con xin phép về nhà trước ạ à? đáp lại câu nói của hoa chẳng có câu nói nào cả mẹ và bà ngoại vẫn đang chăm chú đếm đi đếm lại đống tiền từ lúc nãy họ vừa đếm vừa cười thật thỏa mãn trong mắt họ giờ chắc chỉ có đống tiền đó nhưng hoa cũng chẳng có gì bất ngờ từ trước đến nay cô như không tồn tại trong mắt mẹ và bà ngoại vậy cô quen với điều đó rồi hoa lại lủi thủi lên chiếc xe đạp cà tà tàng từ hồi còn nhỏ của mình hoa phóng về trong cơn mưa lay phay gió thổi ngược chiều cùng bộ quần áo không thể phong phanh hơn làm cho mặt hoa lạnh tê cả người run lên bần bật may mắn là nhà cũng gần với cửa hàng nhưng về được đến nhà hoa cũng ướt hết chân tay tím tái vì dính mưa và lạnh ngồi co do một lúc sợ mẹ và bà về thấy nhà cửa chưa được dọn dẹp, bữa tối chưa được chuẩn bị, sẽ lại mắng mỏ. Nên cô vội vã đứng dậy làm việc. Hoa mới 10 tuổi, dù chưa biết nấu quá nhiều món cầu kỳ, nhưng những món đơn giản Hoa đều có thể làm hết. Bởi chỉ mới lên 8, Hồng đã bắt đầu chỉ Hoa cách nấu ăn. Sự mệt mỏi sau một ngày dài làm cho Hoa chậm lại. Đang trong bếp, có tiếng gọi văng vẳng bên ngoài. Con Hoa đâu rồi? Mang cho tao cốc nước. Tiếng Hồng gọi vọng vào, Hoa nhanh nhỏ lấy hai cốc nước đem ra ngoài, lễ phép đặt lên bàn. Dạ, con mời bà với mẹ uống nước ạ. À? Cơm nước thế nào rồi? Dạ gần xong rồi ạ. À? Làm cái gì mà từ nãy đến giờ vẫn chưa nấu cơm xong vậy? Dạ con... Làm nhanh lên, không tao cho nghỉ học mà ở nhà làm việc đấy. Tác phòng chậm chạp, hồng gắt gỏng. Dạ con làm ngay ạ. À? Hoa sợ hãi, chạy tuốt vào bếp sau cô nói. Nghe có vẻ như hoa sống ở hơn là một người con nhỉ? nhưng đó là tất cả những gì mà hoa vẫn hàng ngày phải trải qua đó là sự chỉ chiết sự coi thường của mẹ và bà ngoại dành cho cô hai mẹ con về rồi đấy à còn con hoa đâu rồi hôm nay ổn chứ em hoàng bước vào nhà hớn hở chạy tới hỏi han hồng ngày phải tiếp nhiều khách nên em hơi mệt anh ạ à. em nhờ con bé hoa vào nấu cơm rồi hồng nhóng nhẽo nhưng phải công nhận hôm nay đông khách thật con ạ à. mẹ đứng chào khách mà cứ nhũn hết cả người Bà Mai vừa đấm đấm vai với chân Vừa ra vẻ là mệt mỏi lắm Khổ thân hai mẹ con quá Hoa nấu cơm nhanh rồi dọn lên cho mẹ bà ăn con nhé Hoàng suýt xoa Hoàng luôn luôn như vậy Anh quan tâm đến mẹ và vợ hơn Chẳng hiểu vì anh quá nhu nhược Hay là vì anh cũng chẳng thích mấy đứa con gái của mình Nhưng nhà có bốn người Thì Hoa vẫn trẻ chỉ xếp cuối cùng Trong danh sách quan tâm của Hoàng Chưa bao giờ Hoàng thực sự quan tâm đến con gái Còn Hoa Hoa không có tiếng nói trong gia đình Hoa sợ nếu nói ra thì bố sẽ không tin Và sau đó Hoa sẽ lại bị bà và mẹ mắng nhiếc thậm tệ Hoặc có thể bị đánh vì nói ra Nhưng mà sự thật ấy, thì hôm nay Hoa mới là người thực sự vất vả nhất Hoa làm đủ mọi việc Còn mẹ với bà cũng làm Nhưng họ vẫn có thời gian ngồi nghỉ rất nhiều Nghe giọng bố nói vọng vào Thì Hoa cũng chỉ có thể bất lực đáp lại Dạ Tối đó ba người ngồi ăn uống chuyện trò thật vui vẻ hoa thì như ở một thế giới khác im lặng chỉ nghe chứ không dám nói một câu ăn uống xong cô lại dọn dẹp đến tối muộn mới xong chuẩn bị bài vở xong đặt tấm lưng nhỏ bé đã đau mỏi từ tối nghĩ lại về một ngày dài vừa qua nước mắt cô tự dưng chảy ra bình thường cô bé rất ít khóc cô chỉ khóc khi bị mẹ và bà mắng quá nhiều thậm tệ cô chỉ khóc khi bị mẹ và bà đánh đòn khi không vừa lòng hoặc đơn giản là họ đang khó chịu và muốn tìm một chỗ để xả vào thì hoa sẽ là đối tượng nhưng hôm nay nước mắt hoa tự chảy ra có lẽ bởi vì sức chịu đựng của cô bé đã đạt quá giới hạn cô tủi thân và ấm ức hoặc cũng có thể là vì con bé cảm thấy buồn vì mình không có được một gia đình hạnh phúc như bạn bè đồng trang lứa ở nhà đơn giản cô chẳng khác gì một con trâu con ngựa, hoa nằm co ro giữa chiếc giường đơn sơ, khóc, suy nghĩ và lịp đi lúc nào không hay. sáng hôm sau như thường lệ, hoa được mẹ gọi dậy từ sớm, như mọi ngày con bé sẽ bật dậy ngay sau cô gọi đầu tiên của mẹ. nhưng hôm nay cô không thể, cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả người hoa ê ẩm, tay chân mềm nhũn, không có chút sức lực nào sau ba câu gọi vẫn không thấy hoa phản hồi hồng bắt đầu quát ầm lên con hoa mày không nghe thấy tao gọi mày hả sao không trả lời tao giọng hồng gắt lên làm cho hoa hoảng sợ cô bé cố gắng dồn hết sức lực ngồi dậy lết ra khỏi chiếc giường nhưng chỉ vừa đặt chân xuống giường cô đã choáng váng rồi ngã khuỵu ra đất cố ngã làm cho bé đau điếng nhưng nó không đáng sợ bằng tiếng hồng vẫn không ngừng quát mắng ngoài kia hoa nén đau nói với dạ dạ con đã dậy rồi à mẹ chờ con một chút ạ à? chỉ vừa thấy hoa bước ra hồng đã chu chéo lên mày giỏi quá nhỉ tao gọi mãi mà mày không trả lời tao mày coi thường tao đấy à hoa sợ hãi dạ con không dám ạ à? tại hôm nay người con cảm thấy hơi mệt nên trả lời mẹ chậm một chút ạ à? mày mệt à mày mệt say mày cố giả vờ để trốn việc hả à? Hồng trợn mắt, dạ con, kiểu người đâu mà yếu đuối, có chút mệt đã than với vãn. Thời bằng mày, tao dậy từ sáng sớm, đi lên ngương, lên dãy, vẫn làm được cả ngày. Giờ cuộc sống mày sung sướng và đầy đủ quá rồi, nên khổ một chút mày không chịu được đúng không? Bà Mai xéo sắt nhìn về phía hoa mà mỉa Mai. Thôi, mất thời gian với mày quá, hôm nay là cuối tuần, mày nhà dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ đi, rồi ra cửa hàng phụ tao bán hàng. Làm việc cho cẩn thận, tao mà biết mà lười biếng thì không xong với tao đâu." Nói xong, Hồng và bà Mai ra cửa hàng, còn Hoàng thì cũng đã đi làm từ sáng sớm, do hôm nay công ty phải đi gặp khách hàng từ sớm. Giờ chỉ còn Hoa lủi thủi ở nhà một mình với một đống việc, nhưng thật sự, cơ thể của cô bé đã không ổn, cả người cô bé nóng bừng, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt đi. Tuy nhiên, vì sợ mẹ nên cô vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc sau khi mọi việc đã xong xuôi hoa lấy chiếc xe đạp của mình định ra cửa hàng bỗng đầu óc hoa quay cuồng cô choáng váng rồi ngã khuỵu xuống sân may mắn đúng lúc này có cô hàng xóm nọ đi qua thấy hoa như vậy thì hoảng hốt tiến lại cháu có sao không hoa hoa thều thảo cháu không sao ạ tại cháu thấy mình hơi choáng thôi ạ à? cô hàng xóm lấy tay sờ lên trán của hoa thì lo lắng người cháu nóng quá chắc cháu bị sốt rồi bố mẹ đâu Bà cháu đâu? Sao lại để cháu suốt nặng như thế này? Mọi người đi làm hết rồi ạ? À? Hoa nhìn cô hàng xóm, về ánh mắt có chút buồn. Vốn là hàng xóm rất sát nhà Hoa, nên cô hàng xóm cũng nắm được phần nào cuộc sống và cách đối xử của gia đình với Hoa. Cô nhìn Hoa với ánh mắt thương cảm. Thôi được rồi, cô dìu cháu vào trong nhé. Nói rồi, cô hàng xóm tốt bụng nhẹ nhàng dìu Hoa vào ngồi xuống chiếc kế trong nhà rồi nhẹ nhàng. Cháu ngồi đây chờ cô một chút để cô đi mua thuốc cho cháu nhé." Một lúc sau, cô hàng xóm tốt bụng mang thuốc đến cho Hoa. Cô còn cẩn thận mang cho con bé một cốc nước rồi ân cần, "Cháu uống thuốc vào đi, rồi nghỉ ngơi một chút, cháu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đó." Thấy sự tận tình và ân cần của cô hàng xóm, Hoa bỗng chốc không khỏi trạnh lòng, đến cả một người hàng xóm còn đối xử với cô như vậy. Nhưng tại sao? Bà mẹ hoặc thậm chí cả bố của cô lại không thể hoa nghĩ như vậy thì hai hàng nước mắt trực trào nhưng vì không muốn khóc trước mặt người khác nên cô bé đành nén nước mắt vào trong cô hàng xóm như hiểu được ánh mắt long lanh đáng thương kia nên chỉ vỗ vai an ủi cố gắng lên cháu nhé giờ cô có việc rồi cô phải đi đây cô hàng xóm nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng thi thoảng vẫn ngoảnh lại nhìn về phía cô bé đáng thương kia Nhìn có vẻ thì mạnh mẽ và chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ ngay sau khi cô hàng xóm tốt bụng đi khuất bóng, Hoa đã khóc nước lên. Những giọt nước mắt bất lực vô vọng, tủi nhục lăn dài trên khuôn mặt của cô bé. Tối đó, khi tất cả đã về đến nhà, Hoa đang lúi húi trong bếp, thì Hồng lại giở cái giọng xéo sắt ra. Còn Hoa ra đây, tao muốn nói chuyện. Có vẻ như hôm nay, Hồng lại gặp chuyện gì đấy chẳng vui vẻ hoặc chưa hài lòng bực bội trong người nên muốn lôi hoa ra kiếm cớ để xả giận. Hoa nghe giọng mẹ thì vội vàng chạy ra, "Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?" À? "Lúc sáng tao đã nói với mày như thế nào mà hôm nay mày ra cửa hàng muộn vậy?" "Dạ, tại vì con." "Mày lại định lấy lý do là mày mệt nên ra muộn đúng không?" Hồng chen ngang, "Chắc mày lại ham chơi, chảnh mảng việc nhà nên mãi mới ra có đúng không?" Bà Mai cũng nói thêm một câu. Chưa kịp đợi hoa trả lời, Hồng đã nhìn sang Hoàng vẫn đang cắm cúi vào chiếc điện thoại anh hoàng anh có nghe em nói không vậy anh xem con gái anh đi việc nhà thì bao nhiêu mà còn kiếm cớ lười biếng không làm có ngày cuối tuần buôn bán được ở nhà mà không ra giúp đỡ mẹ vậy sao mà làm ăn nổi hồng trách móc mới nhỏ tuổi mà đã tìm cách lừa dối người lớn thế này rồi thì mai sau nó lớn hơn thì không biết nó còn làm những điều gì nữa bà mai đánh giá hoàng thì cứ như không nghe vợ và mẹ vợ nói như thế thì cũng quay ra nói giọng kiểu trách móc. Hoa, con làm vậy là sao? Ở nhà thì phải ra giúp đỡ mẹ bán hàng chứ. Nhưng mà con... Đấy, tôi lại định tìm lý do để cãi đấy. Hồng chu chéo lên. Hoàng bắt đầu trừng mắt nhìn về phía con gái. Mặt hoa méo sạch lại. Mọi người nói chuyện như kiểu cô là một đứa trẻ hư hỏng không biết điều vậy. Mọi người thậm chí còn không cho cô giải thích. Nhưng trong hoàn cảnh này, Hoa nghĩ dù có giải thích cũng chẳng có ai nghe cô. Hoa cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại, sẵn sàng chịu đựng mọi thứ sẽ đến với mình trong vài giây tiếp theo. Chắc sẽ là một cuộc mắng nhức thậm tệ, hoặc có thể bị đánh cũng nên. Nhưng Hoa đành chấp nhận. Bỗng nhiên có tiếng người từ ngoài sân vọng vào. Cậu Hoang, cô Hồng hả? Tiếng gọi làm cho mọi người ngoảnh hết cho phía sân. Đó chính là cô hàng xóm lúc sáng đã dìu Hoa vào và mua thuốc cho cô uống. Tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Gia đình Hoa nhìn thấy cô hàng xóm thì cũng hơi bất ngờ. Hoàng cất giọng hỏi, có chuyện gì vậy chị? Cô hàng xóm giả bộ hỏi, sao này gia đình đâu hết cả mà để con bé Hoa nhà một mình thế? Hôm nay nó sốt cao lắm đấy. Hoàng bất ngờ, con gái em bị sốt sao? Sao chị biết vậy? Thì nay tôi đi qua nhà cậu, thấy con bé choáng váng ngã ngay ra sân. Tôi thấy vậy thì vội vàng chạy vào, người nó nóng bỏng cả lên. Tôi phải đi mua thuốc cho nó uống đấy. Cảm ơn chị nhé." Hoàng trầm ngâm một chút rồi nói. "Gia đình mình thế nào? Con cái nó còn nhỏ, bố mẹ và ông bà phải để ý chút đến sức khỏe của chúng nó chứ. Chứ như hôm nay, không có tôi mà con bé nó có bị sao thì có phải mang tội cả nhà không?" Cô hàng xóm nói, rồi đưa mắt phán xét liếc nhìn Hoàng, Hồng và bà Mai một vòng. Ánh mắt ấy làm cho cả ba người có chút trột dạ. Hoàng ấp úng, "Dạ, cảm ơn chị ạ, lần sau nhà em sẽ để ý hơn ạ." thế nhá con bé vẫn còn mệt mỏi lắm chú ý đến con bé một chút nói rồi cô hàng xóm thở dài rồi bỏ đi ngay có vẻ cô cảm thấy hoa quá đáng thương nên đã tìm cách giải vây cho hoa hoàng nhìn hoa một chút rồi nhẹ giọng lại thôi con vào bếp làm tiếp việc đi hồng cũng không còn xéo sắt như khi nãy nhưng vẫn thốt lên một câu dù sốt thì cũng không đến mức ra muộn như vậy đâu lần sau chú ý hơn nhé may mắn là cô hàng xóm tốt bụng đến kịp lúc nếu không thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hoa nữa ngay cả khi mọi chuyện rõ ràng đến như vậy thì mọi người cũng chỉ bớt mắng nhiếc và đánh đòn hoa còn tuyệt nhiên cũng chẳng có sự quan tâm thực thụ nào vẫn là một thái độ hời hợt vị thế của hoa trong nhà vốn vẫn hèn mọn và thiệt thòi như vậy cô thở dài một hơi rồi lại vào bếp cặm cụi nấu tiếp bữa tối người vẫn chưa hết mệt mỏi và ề oải Ngày tháng tiếp theo, cửa hàng của Hồng vẫn hoạt động thường xuyên. Bà Mai vẫn loanh quanh để phụ Hồng vài việc lặt vặt. Người phải oàn lưng làm việc liên tục vẫn là Hoa. Hoa cứ vừa đi học, vừa làm việc nhà, vừa ra cửa hàng giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa. Có đôi lúc, Hồng còn bắt Hoa đi giao hàng cho những khách hàng lân cận xung quanh. Hoa làm việc liên tục không được ngừng nghỉ, người cũng xanh sao đi và lao lực. Bữa tối hôm đó, vẫn diễn ra như bình thường, Hoàng bỗng cất giọng. Dạo này buôn bán thế nào rồi hả à em? Vẫn ổn anh ạ. Hồng vui vẻ. Thế em thu xếp, đưa cho anh một ít tiền. Để anh đi trả nợ tiền vay để mở cửa hàng em nhé. Cái gì? Anh nói sao? Mặt Hồng sầm xuống. Em sắp xếp, đưa cho anh một ít tiền để anh trả bớt người ta. Anh vay bên nội nhà anh. Thì bảo bên đấy thư thư rồi mình trả sau cũng được mà. Cửa hàng vừa mới được mở thôi. Anh... Anh... Anh không vay bên nội. Anh vay lãi người ta. Giờ cũng đã 3 tháng rồi anh chỉ trả được tiền lãi mỗi tháng thôi còn tiền gốc thì chưa trả được giờ người ta đang hỏi anh sao lại ngu thế hả con bên nội nhà mày giàu vậy mà mày không vay mày lại đi vay lãi người ta làm gì bà mai chu chéo tại lâu rồi con không liên lạc với nhà nên con không muốn hỏi họ anh ơi là anh hồng nghiến rằng giờ tính sao anh đã cố lấy tiền lương của anh để trả lãi người ta trước rồi giờ người ta muốn cả tiền gốc anh không xoay được nữa em bảo cửa hàng vẫn kinh doanh được mà thì được nhưng tiền còn phải để lại để chuẩn bị nhập một lô hàng mới về nữa chứ. Giờ đưa cho anh thì làm sao mà đủ tiền lấy hàng với bán nữa. Bà Mai đang ngồi ở giường cũng giả bộ vừa ôm đầu và rên rỉ. Trời ơi là trời! Hoa thì vẫn nép sau cánh cửa bếp chăm chú lắng nghe câu chuyện, mặt hoang mang, hoảng bối rối. Vậy giờ phải làm thế nào? Họ dục lắm, không trả sợ họ phá nhà phá quán mất. Hồng trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Bây giờ em chỉ đưa cho anh trước từng 5 triệu, còn tiền em phải để lại để lo duy trì cửa hàng. Sắp tới còn nhập thêm lô hàng mới, anh chịu khó vay mượn thêm bù vào trước đi. 5 triệu ít quá, anh xoay không có nổi. Hoàng hoang mang, vò đầu bứt tai. Hồng lại suy nghĩ một lúc, ánh mắt sắc lẹm của Hồng lia đến chỗ hoa đang lấm lét, nấp sau cánh cửa. Ánh mắt ấy làm cho hoa lạnh sống lưng. Hoa linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra với mình. Hồng nghiêm giọng: sắp tới phải đóng cho con Hoa một khoản tiền kha khá cho học kỳ mới. Hay anh tạm thời cho nó nghỉ học đi, mình lấy tạm số tiền đó bù vào cũng được, thêm 5 triệu nữa. Cho con Hoa nghỉ học á, Hoàng tái mặt. Con Hồng nói đúng đấy, con gái con đứa học nhiều làm gì, rồi đã mang hết về nhà chồng, cho nó nghỉ học đi, vừa đỡ được một đống tiền. Cửa hàng cũng vừa có thêm người phụ chăm lo cho. Nhưng mà như thế thì còn nhưng nhị gì nữa hay anh muốn người ta đến phá cửa phá nhà mình ra mà lỗi cũng bà tự anh ra mà nhà có tiền không thích tiêu lại đi vay lãi với lại học có thể đi học lại được chứ mất cửa hàng ngày là nhà mình mất hết đó anh lúc đó thì mọi chuyện cũng từ một tay anh gây ra mà thôi hồng quát lên hoàng tái mặt im bặt anh cúi gằm mặt xuống không nói năng gì cả không gian im lặng đến đáng sợ hoa nấp sau bếp nghe được câu chuyện thì hoàn toàn cục ngã hoa nghĩ rằng Trước đây, dù có thể phải làm việc vất vả bao nhiêu, nhưng cô vẫn còn được đi học, vẫn được đến trường với bạn bè, thầy cô. Cô đã cố gắng học rất chăm chỉ, cô có nhiều ước mơ, nhưng nếu giờ phải nghỉ học, thì chẳng phải mọi giấc mơ đều tan biến hết đi sao. Hoa nghĩ, rồi ngồi thụp xuống cửa, nước mắt lại tự dưng chảy ra, rất nhiều. Im lặng một hồi lâu, Hồng lại cất giọng. Anh quyết định đi, một là cho con Hoa nghỉ học, hai là mất cửa hàng, anh nên nhớ chính anh là người đã khiến mọi chuyện xảy ra như thế này hoàng thở hắt ra một hơi thật dài rồi cất giọng hoa ra đây bố bảo Nghe giọng của bố hoa giật mình đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ hoa lau vội những giọt nước mắt bước những bước chân nặng nề ra ngoài phòng khách thều thào dạ bố bảo gì con thế ạ à? cửa hàng và nhà mình đang gặp khó khăn có lẽ con sẽ phải nghỉ học một thời gian để mọi chuyện ổn định hơn đó hoa biết những gì bố sẽ nói trước khi bước ra đây nhưng thật sự hoa vẫn hy vọng một điều bất ngờ nào đó sẽ xảy ra hoa mong rằng bố sẽ quan tâm đến cảm giác và mong muốn của mình một lần trong đời hoa mong bố sẽ nói rằng bố sẽ tìm cách giải quyết khác đến cuối cùng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng và chẳng có bất ngờ nào xảy ra cả từng câu từng chữ hoàng nói ra làm cho cô bé quặn thắt trái tim vậy là điều Hoa cảm thấy mình còn may mắn có được nhất cũng đã rời bỏ cô bố thực sự muốn hoa nghỉ học hoa không muốn tin vẫn cố níu kéo hoa quỳ thụp xuống sàn nấc lên nhưng con vẫn muốn đi học mà mày vẫn muốn đi học á à? mày đi học để làm nhà với cửa hàng mất luôn hả hồng tức tối Học với hành Vừa tốn tiền lại chẳng giúp được cho gia đình này cái gì cả Còn gái như mày Học nhiều để làm gì Phí hoài Nghỉ đi Mà ở nhà giúp đỡ mẹ mày Làm gì có ích hơn đi Bà Mai cũng gắt lên Hoa nức nở hơn Cô cố đưa ánh mắt cầu cứu về phía Hoàng Nhưng đáp lại ánh mắt đó Hoàng chỉ lạnh nhạt Bố xin lỗi còn Bố không thể làm gì khác nữa Không có khoản tiền đó thì chết mất Thôi con chịu thiệt Tạm thời nghỉ học đi con trời đất như đổ sập trước mắt cô bé đáng thương, chỉ mới 10 tuổi. Vậy là cô phải nghỉ học. Lời đề nghị từ chính người bố, người mẹ và người bà ngoại của mình. Cô không có cơ hội để phản kháng. Mắt cô tối sầm lại. Thật sự, con gái sinh ra trên đời khổ cực và tủi nhục thế này sao? Ước gì cô sinh ra là một đứa con trai thì đã khác. Ngày số phận và cuộc đời này, bắt cô cứ mãi phải đau đớn và cơ cực thế này. Thời gian sau đó, Hoa như sống trong địa ngục của Trần Gian. Hoa liên tục phải làm việc từ sáng đến đêm. Hồng vẫn gọi Hoa dậy từ gà gáy. Mỗi ngày, thời gian Hoa được ngơi tay còn không vượt quá 2 giờ đồng hồ. Tình cảnh của cô bé bấy giờ thật đáng thương. Hoa chỉ còn có thể lặng lẽ đứng từ trong cửa hàng. Buồn bã nhìn ra đường lớn, nơi bạn bè đồng trang lứa với mình vẫn tung tăng cắp sách đến trường nhìn bạn bè vui vẻ mà hoa cảm thấy chạnh lòng và tủi nhục vô cùng cô thương cho thân phận của mình vì đã không có một gia đình hạnh phúc không có một cuộc sống như một đứa bé bình thường tình cảm mà mẹ và bà ngoại dành cho cô dường như là không có thay vào đó chỉ là những trận chửi mắng những trận đánh đập vô cớ để trút giận để giải tỏa những bực bội trong lòng khi việc buôn bán chưa thuận lợi còn bố cô Hoàng từ sau hôm đó cũng chẳng một lần đếm xỉa đến nỗi đau của con gái, không có thêm một câu động viên nào, Hoàng chỉ cắm cúi đi làm, kiếm tiền trả nợ và khất nợ. Anh thậm chí còn chẳng mấy lần đến lại cửa hàng từ cái hôm quyết định cho Hoa nghỉ học. Hôm đó, sau khi đã làm xong mọi việc ở nhà, Hoa mệt mỏi đạp chiếc xe ra cửa hàng, từ phía xa cô thấy một người đàn ông lạ đổ ô tô ngay trước cửa hàng của mẹ. Đợi một chút thì mẹ cô bước ra từ cửa hàng Cả hai người ôm chầm lấy nhau Người đàn ông còn đặt một nụ hôn trên trán mẹ nữa Hồng thấy hoa từ phía xa Đã nói gì đó với người đàn ông Cả hai cười nói vui vẻ một chút nữa Rồi người đàn ông lại lên xe phóng đi ngay Đợi cho người đàn ông đó phóng xe đi xa Hoa mới dám lại gần Vừa mới đạp chiếc chân trống xuống Hồng đưa ánh mắt sắc bén nhìn hoa Vừa nãy mày đã nhìn thấy những thứ gì rồi Nhìn ánh mắt đầm đầm sát khí của Hồng làm cho người hoa nhũn cả da, cô ấp úng. Dạ, con không thấy gì à? Có thật không? Hồng gằn giọng. Dạ, thật ạ. À. Hoa sợ hãi. Tao tin mày, tao mong mày hiểu chuyện. Nếu mà mày chỉ cần hé ra lửa lời về việc hôm nay với bố mày thì mày không xong với tao đâu. Thái độ của Hồng làm cho Hoa tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu. Hoa gật đầu lia lịa rồi khúm núm bước vào làm việc tiếp bà Mai cũng đứng sau cửa cũng chứng kiến mọi thứ thì chừng mắt nhìn Hoa những ngày tiếp theo Hoa vẫn bất gặp người đàn ông lạ mặt đó và tần suất hắn ta đến gặp mẹ cô ngày càng nhiều có lần hai người còn ôm nhau hôn nhau ngay trước sự chứng kiến của cô và bà Mai rồi cả hai lên xe đi đâu đó cùng với nhau nhưng tuyệt nhiên Hoa chẳng dám hé răng nửa lời cô sợ rằng nếu cô nói gì đó không đúng sẽ bị bà và mẹ đánh đòn một ngày nọ Hoa đang cặm cụi lau dọn cửa hàng, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồng đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế để đếm tiền bán hàng trong két. Nghe thấy tiếng thì chậm rãi dừng lại, đẩy chiếc ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Hồng nhấc điện thoại, giọng vẫn rất bình thường. Alo, có chuyện gì về bạn? Không rõ đầu dây bên kia đã nói gì, nhưng sau đó mặt Hồng đang vui vẻ thì bỗng biến sắc lạ thường. Mặt cô ta bắt đầu tái ra, mồ hôi lấm tấm có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra, một chuyện rất kinh khủng, kinh khủng đến mức làm cho mặt Hồng biến sắc chỉ trong vài giây. Cúp điện thoại, Hồng lấy tay lau mồ hôi rồi lý nhí. Mẹ, con có chuyện gấp cần nói với mẹ. Bà Mai đang ngồi lướt chiếc điện thoại, thấy Hồng có vẻ nghiêm trọng thì cũng nhanh chóng lại gần. Có chuyện gì vậy con? Hai người sau đó ghé và tay nhau. Hồng thì thầm với bà Mai cái gì đó làm cho bà ta cũng hoảng hốt. Hai người tái mặt nhìn nhau, Hồng mở két sắt, vơ hết đống tiền nhanh chóng, nhét vào túi sách, rồi nói, giọng vẫn luống cuống. Còn Hoa, giờ tao với bà có chút chuyện gấp nên phải về trước, mày dọn xong thì nhanh chóng khóa cửa lại rồi về nhà nhá. Từ giờ đến lúc về, nếu có khách hàng nào vào thì bảo là tao có việc bận nên phải đi gấp rồi, có gì để mai quay lại, rõ chưa? Thật tình, Hoa cũng không rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra, nhưng cô bé cũng chẳng hỏi lại nhiều làm gì, chỉ đáp lại, dạ nói xong hồng để lại chiếc chìa khóa cho hoa rồi cùng bà mai nhanh chóng lên chiếc xe máy phóng khỏi cửa hàng hoa làm đúng y như những lời mẹ bảo bất cứ người khách nào vào sau đó đều bảo hồng có việc phải đi gấp và họ hãy quay lại vào ngày mai khoảng một tiếng sau hoa dọn dẹp xong cửa hàng thì vội vã tắt bỏ điện khóa cửa hàng và đi về nhà về đến nhà hoa thấy thật kỳ lạ căn nhà bừa bộn đến lạ thường lúc này hoa không thấy xe của mẹ đâu và cũng không thấy bà ngoại đâu đi lên trên thì phòng của bà và phòng của bố mẹ đã bị lục tung đồ đạc lỉnh kỉnh khắp nơi hoa có cảm giác hơi sợ nhưng vẫn dọn dẹp lại bình thường vì nghĩ do mẹ đi vội nên mới để đồ đạc thế này đang dọn dẹp thì ở dưới nhà lại có tiếng xe máy hoa chưa kịp chạy ra xem đó là ai thì đã có giọng nói vọng vào hồng ơi em đâu rồi sao anh đi qua cửa hàng đã thấy đóng cửa rồi giọng nói thể hiện rõ sự hớt hải và sợ hãi chạy ra đập vào mắt hoa là hình ảnh hoàng tiều tụy tóc tai dối bời nhìn hoàng như đang đi chạy loạn thấy hoa chạy ra hoàng nói không ra hơi hoa mẹ con đâu hoa thật thà con không biết ạ à, lúc chiều nghe điện thoại xong mẹ bảo có việc gấp phải đi đâu đó ngay nên đã về từ sớm rồi trời ơi sao lại có việc gấp vào lúc này chứ nguy quá Vừa nói, Hoàng vừa luống cuống, lấy chiếc điện thoại ra, Hoàng gọi cho Hồng hai ba cuộc đều thuê bao, gọi cho vợ không được. Hoàng liền gọi cho bà Mai, nhưng cũng không được phản hồi mà chỉ có thuê bao. Nhìn bộ dạng lo lắng, vội vã và bất tình thường của bố, Hoa tự nhiên co rúm người lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Hoàng gọi cho mẹ vợ và vợ không được thì bực bội chửi thề, chết tiệt, chuyện quái sẽ đang xảy ra vậy. Vừa dứt lời, thì Hoa nghe thấy tiếng xe ồn ào, tiếng pô nổ bành bạch ngoài ngõ và càng ngày càng gần nhà hơn. Xen kẽ trong sự ồn ào đó vẫn loáng thoáng mấy câu, đây nhà nó đây rồi, vào cho nó một trận đi, thẳng khốn lại định trốn à. Ngay sau đó, có khoảng sáu tên mặt bậm trợn, xăm trổ đầy mình, bịt khẩu trang kín mít, đổ xe ngay trước cửa nhà Hoa. Hai tên hung dữ và to nhất đạp cửa xông vào. Hoang, mày định quyết tiền của bạn tao đấy à? Dạ, tôi đâu dám ăn quyệt một đồng nào của các anh. Tôi đang về nhà bảo vợ tôi đưa tiền để trả cách đây mà Hoàng khúm núm Vậy vợ mày đâu Tôi chưa liên lạc được à? Mày đùa tao đấy à Một tên đầu chọc nóng tính Nghe Hoàng nói xong Thì bực mình quát lên Rồi tung một cước Làm Hoàng ngã nhào ra sân Hoa thấy vậy thì bật khóc nức nở chạy lại Đỡ bố dậy rồi bật khóc Chú tha cho bố cháu đi mà Không phải chuyện của mày Xê ra Tên kia vẫn hung hãn Định lao về phía hai bố con để đánh tiếp Thì ở ngoài có tiếng một tên gọi với vào Anh ơi hình như có công an tăng vào ngõ này tên côn đồ kia nghe thấy thế thì hơi hoảng hốt nhưng vẫn quát lớn có như hôm nay mày chứ tận mạng liệu bề mà thu xếp tiền trả cho bọn tao đi không thì lần sau không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu thẳng khốn nói rồi hai tên đó nhanh chóng chạy ra ngoài cửa đám côn đồ lên xe phóng bạt mạng hoàng vẫn ngồi ở sân thở hổn hển vì sợ hãi còn hoa bên cạnh thì vẫn nức nở bố có sao không ạ Hoa vừa nói hết câu thì có bốn anh cảnh sát lại dừng trước cửa nhà, cả bốn người xuống xe, tiến vào phía trong sân. Hoàng lúc này mới được Hoa dìu đứng dậy, chưa kịp nói lời cảm ơn thì một anh cảnh sát đã lên tiếng, "Chào anh, chúng tôi nhận được lệnh điều tra về hoạt động kinh doanh của cửa hàng nhà anh, mời anh đi theo để hỗ trợ chúng tôi điều tra." Hoàng hoảng hốt, "Tại sao lại điều tra tôi?" "Tổ điều tra vừa triệt phá một đường dây buôn bán mỹ phẩm lậu với chất lượng không đảm bảo, theo khai nhận của chủ buôn thì cửa hàng của anh cũng nhập một số lượng hàng khá lớn sản phẩm bên đó, nên chúng tôi được lệnh xuống đây điều tra, mong anh hợp tác. Hoàng như ngất lịm đi, anh ngồi thụp xuống, làm cho hoa cũng ngã lăn ra sân. Chỉ trong một buổi chiều, có quá nhiều chuyện đã xảy ra với gia đình Hoàng. Nhưng cũng đúng như những gì cảnh sát đã nói Hồng đã nhập hàng kém chất lượng Giá rẻ và bán độn giá lên Bằng với giá của các sản phẩm Chất lượng trên thị trường Tuy nhiên, khách hàng vẫn luôn tin tưởng Hồng và Hồng thì cảm thấy không có lỗi khi làm chuyện đó. Cô vừa có thể ăn bớt tiền nhập hàng mà vẫn có thể lãi rất nhiều từ tiền bán sản phẩm. Cho đến chiều hôm đó, khi có người bạn nhập hàng của cô gọi điện thông báo là đường dây kia đã bị phát hiện thì Hồng đã cùng mẹ lấy hết tiền và cao chạy xa bay, nhận tâm bỏ lại cả chồng, cả con và cả cửa hàng vì sợ mình sẽ vướng vào vòng pháp luật. Vậy là mọi chuyện quá rõ ràng rồi. Trước khi bị phát hiện buôn lậu mỹ phẩm, Hồng đã lừa được rất nhiều người và thu được một món lời khổng lồ. Mặc dù vậy, nhưng vì muốn chiếm đoạt và biển thủ tất cả, nên Hồng và bà Mai đã nói dối, giấu Hoàng tất cả. Khi Hoàng ngỏ ý, muốn lấy tiền để trả bớt nợ. Do lòng tham, nên Hồng đã viện cớ để không phải đưa tiền cho Hoàng. Khi Hoàng phát hiện ra, thì mẹ con Hồng đã không còn đây nữa họ đã bán luôn cả chiếc xe máy cầm đống tiền đã có được suốt mấy tháng bán lậu hàng hóa kia đi trốn về một nơi rất xa bởi không thể truy tìm được hồng mà cửa hàng lại đứng tên hoàng nên hoàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm tội trạng chưa nặng đến mức phải đi tù nhưng sau vụ này hoàng như mất đi tất cả mọi thứ toàn bộ cửa hàng bị niêm phong số hàng hóa còn lại bị thu giữ và tiêu hủy vợ của hoàng cũng cầm hết số tiền kinh doanh được mà bỏ đi ở công ty cũ vì điều tiếng đã gây ra nên Hoàng cũng nhanh chóng bị cho nghỉ việc. Vẫn còn một khoản nợ lớn Hoàng phải mang trên mình. Hoàng bây giờ cơ bản là thân bại danh liệt, chẳng còn thứ gì nữa cả. Bạn bè lúc trước nhìm nở vui vẻ bao nhiêu thì giờ họ coi thường và xa lánh Hoàng bấy nhiêu. Trong mắt họ giờ Hoàng chẳng khác gì một tên lừa đảo và bịp bợm. Có mấy lần Hoàng cũng muốn đi tìm những công ty khác để xin việc nhưng tiếng xấu đồn xa chẳng có công ty nào nhận anh nữa cả hoàng chán nản để bớt gánh nặng nợ nần hoàng phải bán bỏ cả xe máy để trả trước cho bọn xã hội đen anh bây giờ lang thang khắp nơi may có mấy ông chú thế hoàng gặp biến cố bị vợ bỏ còn phải nuôi con lại nợ ngập đầu nên cũng tạo cơ hội cho anh đi làm bốc vác và làm những việc tay chân nặng nhọc mong đỡ đần cho anh được đồng nào thì đỡ vì tình trạng quá tệ của bố nên dù hồng đã ra đi bỏ lại hai bố con nhưng hoa cũng vẫn chưa dám nói ra sự thật về người đàn ông lạ mặt đã đến gặp mẹ những lúc bố đi làm hoa sợ bố biết được sự thật sẽ càng suy sụp hơn nhưng sự tiêu cực vẫn bao trùm cả con người của hoàng anh bắt đầu lao vào rượu chè be bé bét ngoài những hôm đi làm lúc nào hoàng cũng trong trạng thái say khướt người đầy hơi men say rượu về đến nhà, Hoàng lại đập phá, chửi bới um sùm. Hoàng chửi vừa lấy phải vợ tệ, nhẫn tâm gây họa rồi bỏ trốn để anh gánh một mình. Hoàng chửi vì mình chẳng làm gì mà vẫn bị mọi người đàm tiếu xa lánh. Chửi bới xong, Hoàng lại lôi Hoa ra để trút giận. Hoàng đáng thương, nhưng Hoa cũng đáng thương không kém. Gia đình đã chẳng thể hạnh phúc bình thường, giờ còn tan đàn xẻ ghé. Hoa còn chẳng được đi học chẳng dám ước mơ thêm gì nữa. Điều cô có thể làm bây giờ là chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm lo việc gia đình, chăm sóc bố, làm cái bao cát để bố xả giận hàng ngày. Hôm đó, Hoàng không đi làm, anh ra ngoài từ sáng sớm đến chập tối mới về. Về đến nhà, anh đẩy toang cánh cửa cổng, giọng lẻ nhẹ. Còn Hoa đâu rồi? Đã chuẩn bị bữa tối xong cho tao chưa? Hoa thấy Hoàng lảo đảo từ sân tiến vào thì cũng nhanh nhẹn chạy ra đỡ bố. Bố đi cẩn thận, con nấu ăn xong rồi, bố vào ngồi nghỉ tí rồi con dọn bữa tối ra cho bố ạ." À. Hoa cẩn thận đỡ bố vào ngồi xuống ghế, rồi chạy vào bếp lấy cốc nước ra. "Bố uống cốc nước đi ạ." À. Đặt cốc nước xuống bàn cho Hoàng xong, Hoa chạy tút vào trong bếp chuẩn bị sắp mâm cơm ra, rồi nhẹ nhàng, "Con mời bố ăn cơm ạ." À. Hoàng lúc ngày vẫn say bí tỉ, mắt lim dim, thấy Hoa nói thì giật mình cầm cốc nước uống ực một hơi, rồi đặt xuống bàn. Hoàng nhìn mâm cơm một lúc rồi cào nhào lại đậu với rau luộc à? Hoa bối rối, dạ. mày toàn cho tao ăn rau với đậu thế này, tao làm sao có sức mà đi làm? Dạ. Tiền bố đưa cho con xong, bố lại lấy đi rồi mà bố. mày cãi tao đấy à? Hoàng hét lên rồi vung cánh tay lên. Hoa ôm mặt không nói câu gì. Hoàng lại gằn giọng. Tao muốn ăn thịt và cá. ăn thịt và cá mày nghe không? Nhưng con không còn tiền để mua thịt và cá nữa ạ. À? Hoàng tức tối, mắt đỏ ngầu. Anh ta đập tay xuống bàn, hất mâm cơm văng tung tóe khắp nơi trên đất rồi quát lớn. Mày cãi tao đấy à? Mày giỏi quá nhỉ? Chẳng khác gì con mẹ mày. Lúc nào mở miệng ra cũng tiền tiền tiền. Cái thứ con gái như chúng mày đúng là không biết điều. Lúc nào cũng muốn lên đầu lên cổ tao rồi nhỉ? Hôm nay biết tay tao. Hoàng hùng hổ đứng dậy. Hoa sợ hãi ngã ra đất. Tay cô đụng chúng phải chiếc bát vỡ làm cho tay bị xước. Đã có máu chảy ra. Hoa hốt hoảng. Con xin bố, Xin cái gì, hôm nay ta phải cho mày biết thế nào là lễ độ, thứ con gái đã vô dụng còn hỗn nào Nói xong, Hoàng lao đến định bắt Lê hoa thì cô đã nhanh chóng né được. Có thể vì quá sợ hãi nên con bé đã khóc hét lên, vừa khóc vừa ôm chỗ vết thương. Con bé chạy thẳng ra ngoài cửa, Hoàng siêu siêu vẹo vẹo rượt theo ngay phía sau, đứng lại đồ mất say. Hoa chạy thục mạng, nhanh chóng ra đến đoạn rẽ ra đường mới hoàng say rượu vẫn lảo đảo đuổi theo vừa ra đến chỗ ngoặt thì có một ánh sáng lóe lên làm cho hoàng trói mắt sau đó là tiếng pha chạm rất lớn hoàng hét lên một tiếng a à, rồi ngã ra đất bất tỉnh hoa đang chạy nghe thấy tiếng hét của bố thì hoàng hốt quay lại hoàng đã nằm bất động trên đường mấy người gần đó nháo nhào hết cả lên có tai nạn rồi ai đó gọi cấp cứu đi đưa anh ta vào viện nhanh lên Hoàng khóc chạy lại, cũng thảm thiết. Bố ơi, bố có sao không ạ? Ai đó cứu bố cháu với. Hoàng tỉnh giấc trong phòng bệnh viện. Không biết đã nằm mất bao lâu. Chỉ biết là khi tỉnh giấc, cả người Hoàng đau mỏi dã rời. Anh mở mắt và cố gượng dậy. Nhưng sự ê ẩm làm cho Hoàng không còn chút sức lực nào. Hoàng đưa ta lên đấm vào đầu rồi từ từ khó nhọc ngồi dậy. Chân phải và chân trái của Hoàng bị cuốn băng chẳng chịt đang hoang mang và ngơ ngác vì thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì cô y tá bước vào anh nên nghỉ ngơi đi sau vụ tai nạn rất may thì không có ảnh hưởng gì đến bữa não bộ nhưng chân và tay anh đã bị gãy có lẽ anh sẽ phải nằm viện ít nhất 2 tuần đấy hai tuần á tôi làm gì có tiền chứ với nếu không đi làm thì bọn chủ nợ sẽ giết tôi mất anh khỏi lo tiền viện phí và nợ của anh tôi đã trả cho anh rồi giọng nói này nghe lạ mà quen từ ngoài cửa bà hương bước vào đó là mẹ của hoàng bà dẫn theo hoa hoa nhìn thấy bố bị như thế thì cũng hoảng sợ chỉ dám thập thò đằng sau bà hương hoàng bất ngờ tại sao mẹ lại ở đây thế ạ à? anh còn hỏi câu như thế sao mẹ nói vậy là sao trong mắt anh anh có coi gia đình này là cái gì không lúc trước anh cãi lời cha mẹ nhất quyết muốn đòi cưới vợ anh anh cắt đứt cả liên lạc với gia đình giờ mọi việc xảy ra như thế anh cũng nhất định không nói với gia đình nửa lời anh tài giỏi quá nhỉ tài giỏi thế mà sao vẫn nợ trông chất để bọn xã hội đen đến tận nhà đòi nợ vậy mẹ không sống cùng với con thì mẹ làm sao biết được mẹ chỉ giỏi nói thôi hoàng cáu kỉnh còn con kia đợi tao khỏi bệnh mày không xong với tao đâu loại con cái hư thân mất nết cãi bố cãi mẹ như mày mà lại còn làm tao ra nung nỗi này nữa hoàng đưa mắt oán hận nghiến răng nhìn về phía hoa Hoa sợ hãi có rúm người, thái độ của bố làm cho Hoa sợ hãi. Bà Hương thấy vậy, nắm chặt tay Hoa hướng về phía Hoàng. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi, đồ nhu nhược vô trách nhiệm. Gia đình này xui lắm mới sinh ra anh. Mẹ không được nói con như vậy. Nói rồi, Hoàng cố đi ra khỏi giường để nói chuyện rõ ràng với mẹ. Nhưng anh nào có đi được. Anh vừa tai nạn xong, đến sức còn chưa hồi phục, thì sao có thể đứng dậy trong tình trạng gãy cả chân cả tay như thế được nhưng Hoàng vẫn rất hung hăng. Cô y tá phải gỉ và gàn anh ta lại mãi thì anh ta mới bình tĩnh lại được. Bà Hương cáu giận, đủ bất hiếu. Đáng lẽ khi bác sĩ gọi tôi không nên mềm lòng mà đến giúp đỡ anh. để giờ anh tỏ cái thái độ vô ơn đó với tôi. Nói rồi, bà Hương dẫn Hoa đi ra khỏi phòng, mặc cho Hoàng vẫn vùng vẫy to tiếng ở trong đó. Có vẻ như mọi chuyện xảy ra đã làm Hoàng trở lên nhạy cảm và mất bình tĩnh hơn rất nhiều nói với bà hương và hoa sau khi cưới xong hoàng đã lập tức dọn đi số lần mà bà hương và hoa gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng nhìn tình cảnh và nghe đứng chuyện thời gian qua đã xảy ra do hàng xóm nhà hoàng kể lại bà hương cũng biết hoa trong thời gian qua đã khổ cực như thế nào nhìn đứa trẻ ngây thơ khuôn mặt lúc nào cũng lấm lét thì bà hương không kiềm được cảm xúc con đừng buồn bố con nhé vững tin lên từ giờ bà không để con phải chịu thiệt chịu khổ nữa đâu bà nội và hoa rất ít khi gặp nhau nên đối với hoa ngay thời điểm đó cô cũng không có cảm giác gì nhiều cô chỉ biết là ít ra bà hương dịu dàng hiền lành và không câu một câu hai lúc nào cũng mắng chửi cô như bà mai nhưng với tất cả những gì mình đã phải trải qua những vết thương lòng hoa cũng chỉ bình thản mà đáp lại cháu quen rồi bà câu nói của hoa như chạm đến trái tim của bà Hương. Bà ngồi xuống xoa đầu hoa, nhìn những vết bầm tím cùng những vết băng trên tay do mảnh vỡ từ hôm trước gây ra cho hoa. Đôi mắt bà Hương rưng rưng. Khổ thân cháu tôi quá. Còn nhỏ thế này mà phải chịu nhiều khổ cực quá. Còn cái người ta, người ta thương chẳng hết. Có người muốn còn không có một đứa con. Đây con trai mình có được đứa con gái xinh đẹp hiền lành, chăm chỉ và hiểu chuyện thế này thì lại không biết quý trọng câu nói của bà Hương làm cho Hoa chạy lòng. Chẳng bao giờ bà Mai hoặc thậm chí là Hồng nói được với những cô câu như thế dù chỉ một lần. Điều họ làm với cô chỉ là chửi mắng, đánh và bắt làm tất cả mọi việc. Thấy Hoa trầm ngâm, bà Hương biết mình đã nói hớ thì dịu rộng lại. Thôi, giờ bà dẫn cháu đi ăn uống cái gì đó thật ngon nhá. Nhìn cháu xanh xao quá, phải ăn thật nhiều vào thì mới có sức mà đi học chứ. Nghe đến đây, mặt hoa tối sầm lại, có vẻ như chỉ vừa mưa lên. Nên bà Hương không biết Hoa đã bị bố và mẹ cho nghỉ học mấy tháng nay. Câu nói như sát muối vào tim của Hoa vậy. Hoa rưng rưng. Cháu bị bố mẹ cho nghỉ học để lấy tiền trả nợ được mấy tháng nay rồi. Bà Hương nghe Hoa nói thì im bặt. Bà không biết phải nói gì để an ủi Hoa nữa. Qua lời hàng xóm, bà biết Hoa đã phải làm việc rất nhiều và rất vất vả. Nhưng phải nghỉ cả học để lấy tiền trả nợ bà hương không nghĩ đến những ngày tiếp theo bà hương luôn túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho hoàng dù nói là nói như vậy nhưng trong thâm tâm bà hương vẫn rất lo lắng cho con trai bà đến chăm sóc con dù không nói chuyện quá nhiều nhưng bà vẫn lặng lẽ săn sóc con từng ly từng tí thi thoảng bà hương còn đưa cả hoa vào viện để thăm bố hoa rất biết điều cứ vào đến viện là lại dọn dẹp xung quanh giường bệnh của hoàng có lúc có các chú các cô nằm cùng phòng bố nhớ mấy chuyện lặt vặt thì cũng không ngần ngại mà làm hộ bởi vậy mọi người trong phòng cũng rất yêu quý hoa bà hương cũng rất tự hào vì đứa cháu ngoan ngoãn của mình còn hoàng thì khỏi phải nói đầu óc của anh ta như có vấn đề dù được mẹ và con gái chăm sóc hết mức nhưng lúc nào anh ta cũng cáu kỉnh làm bèm và tỏ thái độ rất khó chịu vì vậy nên mọi người trong phòng cũng rất ít khi bắt chuyện với Hoàng Họ tỏ ra thân thiện với bà Hương và Hoa hơn Mấy ngày qua bà Hương vừa chăm sóc Hoàng Cũng tranh thủ về chăm sóc và để ý Hoa Nhờ vậy Hoa cũng trở nên thân thiết với bà Hương hơn Không còn xa lạ và giữ khoảng cách nhiều như lần gặp lúc Hoàng mới đi viện nữa Vì nhà Hoàng khá gần bệnh viện nên Hoa cũng có thể tự đạp xe đến viện thăm bố và trở lại nhà một hôm, chập choạng tối, Hoa vừa ghé qua thăm bố xong định trở về nhà, thì bà Hương gọi với lại. Hòa, bố cháu cũng sắp được xuất viện về nhà rồi, nhưng với tình cảnh này, bà nghĩ chắc bà cũng chưa chuyển về ở với hai bố con được đâu. Bà định thuê một phòng trọ, ở gần nhà tạm ít bữa, cháu có muốn ở cùng bà không? Dạ, cháu nghĩ bố cháu xuất viện xong vẫn chưa hồi phục sức khỏe 100% được đâu ạ. Chắc cháu vẫn ở nhà, để có gì còn giúp đỡ bố cháu cháu không sợ bố cháu say xỉn lại chửi mắng và đánh đập cháu à cháu nghĩ bố cháu bị đau chân và đau tay như thế thì không đánh được cháu đâu ạ à? mấy câu nói tràn đầy sự lạc quan và ngây thơ của hoa làm cho bà hương trầm ngâm ít phút vậy cháu phải cẩn thận nhé có gì thì cứ chạy sang với bà bà yên tâm ạ à, giờ cháu cũng không còn đi học nữa nên sau khi làm và chuẩn bị bữa ăn cho bố cháu sẽ sang chơi với bà bà đừng buồn nhé bà hương sụt sùi tiến lại gần hoa Cháu bảo ngoan quá Ước gì bà có thể ở bên cháu nhiều hơn Hoa cười tươi tắn Giờ bà có thể ở cạnh cháu mỗi ngày rồi mà Bà Hương ôm trầm Hoa vào lòng mình Cháu có muốn đi học lại không Câu nói của bà nội Làm cho Hoa cảm thấy mình như đang nằm mơ Dù đã dần quen với việc này Nhưng khi nghe đến việc mình Có thể được đi học lại Hoa không khỏi vui mừng Bà nói thật chứ Cháu có thể được đi học lại thật ạ Tại sao không chứ Bà đã nói từ bây giờ sẽ không để cháu phải chịu thiệt thòi gì nữa mà với cả cháu xứng đáng được nhiều hơn thế cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ à. hoa chạy lại ôm chầm lấy người bà của mình cảm giác này lạ quá từ khi được sinh ra trên đời hình như hoa chưa bao giờ được trải qua những cảm giác đó cảm giác mình được người khác yêu thương và quan tâm cảm giác của tình thân gia đình cảm giác hạnh phúc khi được bà của mình yêu thương và đùm bọc bà hương thấy hoa như vậy cũng rất hạnh phúc Ôm chặt lấy tấm thưng gầy gò của cháu gái Dịu dàng xoa đầu Vậy chờ bà ít hôm Bà sẽ đi đến trường làm thủ tục nhập học lại cho cháu nhé Nhưng trước tiên Muốn đi học thì cháu phải ăn thật nhiều vào Thì mới có sức để đi học Cháu nhớ rồi ạ à, Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ à. Nói rồi Hoa chào tạm biệt bà Hương Hoa tung tăng nhảy chân sáo Dọc hành lang bệnh viện Vừa nhảy vừa ngân nga mấy câu hát Nhìn theo bóng lưng đứa cháu nội tội nghiệp của mình Nước mắt bà Hương đã lăn dài trên hai gò má. Con bé nhìn có vẻ hạnh phúc quá, chẳng biết bao lâu rồi nó mới tìm lại được cảm giác hạnh phúc như vậy. Nói rồi, bà lại nghĩ về đứa con trai của mình, thầm tự trách bản thân không tốt để con trai đến mức như thế, để cháu gái phải chịu nhiều tủi nhục như thế này. Nghĩ rồi, bà lại tự hứa với bản thân mình sẽ bù đắp cho con trai và cháu gái một cuộc sống tốt hơn. Đúng như lời hứa, hai hôm sau bà Hương đã làm xong thủ tục nhập học lại cho Hoa. Bà đến thông báo cho cháu gái. Khi đến, bà mang theo một chiếc ba lô mới, tập vở mới và hai bộ quần áo mới cho Hoa. Thấy những thứ này, cô bé hạnh phúc chẳng nói lên lời. Hoa chạy đến lễ phép nhận lấy từ bà, đống đồ và ôm chúng vào lòng. Mùi vở mới, mùi vải mới làm biết bao kỷ niệm và hy vọng lại ùa về rạo rực trong lòng cô bé. Hòa lại ôm chầm lấy người bà đang nhìn mình cười hiền từ. Cháu cảm ơn bà, cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng của bà và mọi người ạ. À. Ngoan lắm, phải hứa học thật giỏi nhé cháu, bà tin cháu. Hai bà cháu lại ôm lấy nhau. Hôm đó, bà Hương cũng ở lại mua thức ăn, hai bà cháu cùng nhau nấu ăn và có một bữa tối thật vui vẻ. Vì cũng đã nghỉ mất nửa học kỳ cũ nên Hương được bà xin cho học lại bắt đầu từ lớp 5, cùng đợt với các học sinh mới ngày đầu tiên đi học lại, cảm giác bồi hồi vẫn ngập tràn trong hoa. Cô bé như một đứa con nít vừa mới bước vào lớp 1. Cô giáo cũng vui vẻ giới thiệu Hoa với các học sinh mới Hoa cũng hồ hởi, nhiệt tình, làm quen với các bạn Rất may mắn, các bạn mới của Hoa cũng rất hòa đồng Tuy nhiên, vẫn có một nhóm học sinh cá biệt Chẳng hiểu từ đâu biết được quá khứ của gia đình Hoa Nên đã túm năm tụ ba lại kiếm chuyện Giờ ra chơi, một đứa to lớn nhất lớp Đứng trước bàn Hoa kiếm chuyện ê học sinh mới à hoa thấy vậy chỉ đáp lại cho xong chuyện ừ thái độ gì vậy mày không biết ở trong lớp tao là chùm à thì liên quan gì đến tôi hoa vẫn rất lịch sự ai trong lớp này gặp tao đều phải trao hết còn phải cống đột cho tao tiền và đồ ăn nữa tôi không có đồ ăn cũng không có tiền ờ cái con nhỏ này đứa to xác vừa dứt lời thì một đứa khác giật lấy chiếc cặp sách của hoa hoa có vẻ đã hơi tức giận nên nhăn mặt các cậu làm gì vậy? trả cặp cho tôi. tao không trả. mày ơi tóm lên này. đâu đâu. tao tóm được rồi. chiếc cặp được ba đứa truyền qua truyền lại mấy lần. đến lượt tên to xác thì cậu ta mở khóa cặp đổ sạch sẽ xuống đất rồi ồ lên. hô hô bọn mày ơi, nó không có tiền thật bọn mày ạ. À. đúng là con nhỏ nghèo nàn. mà cũng đúng thôi. nhà nó lừa đảo bán đồ dởm, bị công an bắt nên làm gì có tiền. nợ một đống tiền còn bị bọn xã hội đen tất nha đòi mà nghe đến câu này hoa đã mất bình tĩnh hét lên các cậu quá đáng lắm rồi đấy trả cặp lại cho tôi tao không trả đồ lừa đảo đồ tội phạm cả bọn cứ cười ồ lên rồi trêu đùa hoa hoa nghiến rằng nhà tôi không lừa đảo cậu im đi hoa giật lấy chiếc cặp từ một tên rồi đẩy nó ngã nhào ra đất một đứa khác thấy thế thì hét lên à con nhỏ lừa đảo này còn đánh người nữa này tôi đã nói là nhà tôi không lừa đảo mà hoa hét lên rồi lao vào đấm cắn túi bụi bọn gây sự vốn dĩ hoa hơn tụi nó một tuổi lại phải làm lụng từ nhỏ nên chắc chắn khỏe hơn chúng bọn gây sự không thể phản kháng thì chỉ biết chịu đòn và kêu oai oái mãi khi các bạn trong lớp phải đi gọi cô giáo vào can thì cô mới ngừng xô sát cô gọi hoa và cả đám lên khiển trách cô giáo nói hoa tại sao em lại đánh các bạn như vậy tại các bạn bắt nạt em ạ à hòa ấm ức. Bọn gây sự kia thì vẫn hống hách chờ chờ cái mặt ra. Bọn em không bắt nạt bạn ấy, bọn em chỉ ra hỏi thăm thì bạn ấy lao vào đánh bọn em. Em không nói dối là các bạn ấy ra kiếm chuyện với em trước, không tin cô có thể hỏi các bạn khác trong lớp. Dù cả lớp biết rằng lũ kia là những người bắt nạt trước, nhưng vì sợ liên lụy nên chẳng ai bảo gì. Cô giáo thấy thế thì nói tiếp không biết câu chuyện thực sự thế nào, nhưng em ra tay đánh các bạn là em đã sai, em phải xin lỗi các bạn đi." Hoa đưa ánh mắt nhìn một vòng xuống dưới lớp, ai cũng lấm lét nhìn nhau và im lặng không o oe một câu. Hoa lại nhìn lên tụi bất nạt mình, vẫn tỏ cái thái độ trịch thượng, không hối lỗi thì ấm ức đến phát khóc. "Em không làm gì có tội, em không có lỗi. Em không có lỗi thì em không xin lỗi bất cứ ai cả." Nói rồi, Hoa chạy thẳng xuống chỗ ghế ngồi, cầm chiếc cặp chạy ngay khỏi lớp, mặc cho cô giáo vẫn gọi với lại. Hoa bỏ về giữa chừng ngay sau buổi học đầu tiên được đi học lại. Cô bé cảm thấy thật bất hạnh. Gia đình đã mang đến cho cô đau khổ rồi, nay nơi trường lớp, cô cũng bị bạn bè coi thường, bắt nạt. Hoa chạy về nhà, úp mặt vào chiếc gối, khóc nức nở. Sáng hôm sau, Hoa vẫn phân vân không biết cô nên đến trường hay không. Cô vẫn đeo lên mình chiếc cặp cùng sách vở hôm nay nhưng không đi thẳng đến trường. Cô cứ lang thang khắp nơi trên chiếc xe đạp của mình. Hoa dừng xe lại tại khu công viên công cộng gần trường học. Cô bé cứ thẫn thờ nhìn trời ngắm mây. Bao nhiêu sự tiêu cực và bất công xảy ra lại cứ thế ùa về, nhưng cảnh vật và không khí đẹp quá làm cho lòng cô bé cũng nhẹ nhàng đến lạ. Cũng đúng thôi. Vì không biết lần cuối cùng từ bao giờ cô mới lại được ngồi thư thả để ngắm nhìn cảnh vật như thế. Cuộc sống của cô trôi qua, thời gian nghỉ còn chả có mấy khi thì làm gì có thời gian để nghỉ ngơi, ngồi cảm nhận không khí, ngắm nhìn cuộc sống chứ. Từng cơn gió thu hiu hiu thổi qua, tâm hồn hoa bồng bềnh trôi theo những áng mây. Đang lim dim ngủ thì có tiếng người vang lên làm cho hoa giật mình Học sinh kiểu gì mà giờ vẫn cứ ngồi đây thơ thận thế này Không đến trường sao Trước mặt Hoa là một cô gái xinh đẹp Khuôn mặt thanh tú, đôi má hồng hào Cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần công sở Mùi nước hoa dễ chịu phát ra từ người cô Làm cho Hoa đối diện cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp thành thị của cô gái Cô tiến gần đến chỗ Hoa rồi ngồi xuống sát ngay bên Cháu tên là gì vậy? Hoa hơi bất ngờ Vẫn chưa hiểu vì sao một người xa lạ lại đến hỏi mình như vậy dạ cháu thiên hoa ạ à. tại sao cháu mang cặp đi học nhưng giờ này vẫn còn ngồi đây vậy người phụ nữ dịu dàng nhìn hoa hỏi dạ cháu đến trường nhưng bị các bạn coi thường và bắt nạt nên cháu không muốn đến trường nữa ạ à. sao cháu lại nghĩ như vậy chứ cháu chú có biết là còn rất nhiều bạn như cháu muốn đi học ước mơ được đi học nhưng không có đủ điều kiện để đi học không cháu biết ạ à, nhưng bọn họ quá đáng và ích kỷ lắm cháu không được nói như vậy. cháu phải tin tưởng rằng dù hoàn cảnh khó khăn nào vẫn có những người rất quan tâm và lo lắng cho cháu. chỉ là họ chưa thể hiện ra bên ngoài thôi. vơi đừng quan tâm đến những lời người ta bàn tán về mình. nói thôi chưa đủ, phải chứng minh cho họ bằng hành động mới được. cô gái dịu dàng nói. nghĩa là sao ạ? hoa hỏi lại. có nghĩa là cháu không phải giải thích với người khác quá nhiều vì những gì họ đã nghĩ sai về mình việc của cháu là phải học thật giỏi thật nổi bật để chứng minh rằng họ đã nghĩ sai về mình cháu hiểu chứ nói xong cô gái vuốt má và xoa đầu hoa một cái rồi nở một nụ cười thật tươi cố lên nhé cháu cô tin cháu làm được mọi người cũng tin cháu làm được hoa chăm chú nhìn theo bóng người phụ nữ xinh đẹp đang bước rời đi trong đầu không khỏi suy nghĩ cô ấy thật dịu dàng và tuyệt vời tay cô ấy còn mềm và thơm nữa hoa ước gì mẹ mình cũng sẽ dịu dàng như cô gái này chẳng hiểu sao dù chỉ là lần đầu gặp mặt mà hoa lại có cảm giác gần gũi với cô gái ấy như vậy đang phần vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô gái lại bất ngờ quay lại vẫy tay với hoa tạm biệt cháu cô tên là linh mong rằng sẽ có ngày được gặp lại cháu nhé cô gái xinh đẹp vừa nói chuyện với hoa tên là linh Từng hành động cử chỉ và lời nói của Linh cứ văng vẳng trong đầu Hoa. Đúng là hai người tình cờ gặp, nhưng Hoa thực sự mong rằng một lúc nào đó sẽ gặp lại Linh. Về phần Hoàng, Hoàng cũng đã sắp được xuất viện rồi, mấy ngày nay bà Hương cũng phải cuống cuồng trong viện để lo giấy tờ thủ tục xuất viện cho Hoàng nên cũng ít khi đến tìm Hoa. Suốt quãng thời gian trong viện, Hoàng vẫn mặc cảm tự ti và có phần tiêu cực nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của mẹ Hoàng cũng đã dần khá hơn và bắt đầu nói chuyện với mẹ mình nhiều hơn. Hôm đó sau giấc ngủ dài thức dậy Hoàng thấy khá đói. Anh cất giọng mẹ ơi mẹ có thể cho con ăn một chút gì được không? Con đói lắm ạ. À. Thấy Hoàng tự nhiên gọi đến mình bà Hương cau mày. Tôi tưởng anh không cần đến cái thân già này chăm sóc. Tôi tưởng anh giỏi giang và có thể tự lập được mà mẹ nặng lời quá rồi. con biết là con đã sai, nhưng ai chẳng có lúc lầm lỗi, mà bố mẹ nào chẳng thương con cái của mình chứ. con hiểu ngoài mặt mẹ nói như vậy, nhưng bên trong mẹ vẫn rất thương con mà. anh nói hay quá nhỉ? anh bảo bố mẹ lúc nào cũng vẫn thương con cái, vậy anh có thực sự thương con bé hoa không? bà Hương gần giọng. con. bà Hương bắt đầu khiển trách. Trần đợi. Tôi chưa thấy đứa trẻ nào tội nghiệp như nó Tôi cũng chưa thấy bố mẹ nào mà lại đối xử với con cái như người ăn kẻ ở như vậy Hãy nghĩ Nó là con gái Nên anh được phép mắng chửi, được phép đánh đập, cha đạp Coi nó là trâu là ngựa Anh nghĩ anh có quyền tước bỏ những quyền lợi cơ bản Mà một người bình thường phải có được Vợ chồng anh đối xử với nó tệ bạc như vậy Mà bây giờ anh còn nói được với tôi những câu này sao Người ta Mong có một đứa con là vui rồi Vợ chồng anh không chỉ có một đứa mà nó còn là một đứa hiền lành chịu khó như thế vẫn chưa đủ với vợ chồng anh hay sao tôi cảm thấy thật xấu hổ vì anh là con trai của tôi và tôi cũng cảm thấy tôi không xứng đáng làm bà của cái hoa một chút nào đứa như cái hoa xứng đáng có một cuộc sống và gia đình tốt hơn chứ không phải ngậm đáng nuốt cay chịu khổ chịu thiệt ở cái gia đình tệ bạc và thối nát này bà hương cứ thế nói liên tục hoàng nằm trên giường không nói một câu nào anh ta chỉ im lặng quay đầu về phía khác không dám đối diện trực tiếp với bà. từ lúc đó cho đến khi được xuất viện, Hoàng lúc nào cũng trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. hết trầm ngâm suy nghĩ, anh ta lại tự đấm vào cái đầu của mình. còn bà Hương cũng chẳng nói thêm gì. mỗi bữa vẫn chuẩn bị đồ ăn cho Hoàng, nhưng tuyệt nhiên không nói là không nói. còn Hoa, sau hôm gặp được Linh, đã quyết định đi học trở lại. đến trường gặp phản lũ hôm trước, bọn chúng vẫn tìm đủ mọi cớ để gây sự với Hoa. Còn cô bé đương nhiên là chẳng quá quan trọng đến lời bọn chúng nữa. Bọn kia thấy thế thì càng bực mình. Hôm nay tên to xác hôm trước lại đến kiếm chuyện. Ê lừa đảo. Hoa chỉ liếc nhìn rồi lại cắm cúi vào quyển sách. Mày bị câm hả? Hoa vẫn không trả lời. Tên to xác bực mình đạp vào chiếc bàn. Còn nhỏ này bố mẹ mày không dạy mày phải đáp lại khi có người hỏi à? Mà bố mày là kẻ đi vay lãi. Mẹ mày lừa đảo trốn biệt tâm. Nên chắc không ai dạy mày có đúng không? Câu nói này làm Hoa không thể kiềm chế được nữa. Hoa đập quyển sách xuống bàn. Để tôi yên đi. Tao không thích. Tên to xác nói xong đẩy Hoa một cái. Hoa đã bực mình sắn tay áo lên. Tên kia cũng không vừa. Gọi thêm ba bốn đứa khác ra định vào ăn thua đủ. Bỗng có một bạn nữ đứng dậy. Nếu cậu còn làm thế nữa tôi sẽ mách cô giáo đấy. Tên to xác nhìn quanh để tìm người vừa thốt cho câu đó. Mày dám làm như thế sao? Cùng lúc đó thì có thêm vài bạn nữa đứng dậy tôi cũng sẽ mách cô tôi cũng thế tôi cũng vậy thế là chỉ trong nháy mắt gần như cả lớp đều đã lên tiếng tên to xác thấy vậy thì có phần đã rụt rè hơn lũ chúng mày nhưng đứng trước một tập thể như vậy cậu ta cũng không dám làm gì nữa cả cậu ta liếc nhìn hoa một cái nghiến răng rồi trở về chỗ ngồi may mắn không có thêm mâu thuẫn nào xảy ra nữa ngồi xuống ghế một bạn dưới hoa thì thầm cậu đừng lo, từ giờ sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu. Chúng mình sẽ cùng bảo vệ cậu, vì nó đã bắt nạt mọi người nhiều rồi, không thể để nó cứ mãi như vậy được. Câu nói làm cho Hoa có chút suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, sớm hơn mọi ngày. Cô giáo vui vẻ, chào các em. Hôm nay cô có chuyện muốn nói với các em. Thật ra cô chỉ là cô chủ nhiệm tạm thời của lớp mình. Lớp mình sẽ có cô chủ nhiệm mới. Cô giáo mới chuyển từ thành phố về đây và sẽ chính thức nhận việc chủ nhiệm lớp mình từ hôm nay cả lớp ồ lên vỗ tay đôm đốp rồi xì xào bàn tán với nhau cô giáo ra hiệu cả lớp im lặng và bắt đầu giới thiệu xin giới thiệu với lớp mình cô giáo hoàng phương linh chủ nhiệm chính thức của lớp ta đề nghị các em liệt nhiệt chào mừng tiếng vỗ tay vang lên một chiếc bóng từ từ tiến vào lớp còn hoa hoa cảm thấy cái tên nghe quen quen cô giáo mới bước vào lớp một hình bóng cũng có phần hơi quen thuộc bước vào ồ đó chính là cô giáo xinh đẹp mà hôm trước hoa đã gặp ở công viên mà vẫn sáng vẻ xinh đẹp và phong cách đó cô linh bước vào nở một nụ cười thật tươi giơ tay vẫy chào cả lớp chào cả lớp cô là cô linh cô sẽ chủ nhiệm lớp mình từ ngày hôm nay mong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những giờ phút đồng hành thật tuyệt vời với nhau cả lớp hú hét âm trời có thể bởi vì lớp có cô chủ nhiệm mới cũng có thể là vì vẻ xinh đẹp của cô sau khi bàn giao xong Cô Linh ngồi xuống ghế và bắt đầu buổi học mới luôn, cầm sơ đồ lớp trên tay, cô nhìn qua một lượt rồi hướng ánh mắt về vị trí của Hoa, nở một nụ cười thật tươi. Hoa hơi giật mình vì ánh mắt và nụ cười ấy, cả hôm đó buổi học diễn ra thật sôi nổi. Chẳng hiểu vì vô tình hay cố ý, nhưng cô Linh gọi tên Hoa rất nhiều trong buổi học đó và đương nhiên, câu nào Hoa cũng trả lời lưu loát và chính xác. Mỗi lần như vậy Cô Linh lại nở nụ cười rồi bảo cả lớp tặng Hoa một tràng pháo tay. Mọi người cũng rất hợp tác, vỗ tay liên hồi để cổ vũ cho Hoa. Từ khi đi học trở lại, có lẽ hôm nay là ngày Hoa cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô bé không rõ đó là cảm giác hạnh phúc thế nào. Có thể là hạnh phúc vì mình được trả lời tốt, hạnh phúc vì hôm nay được mọi người cổ vũ. Hoặc cũng có thể hạnh phúc vì cô bé cảm nhận sẽ có một điều gì đó tuyệt vời sắp đến với mình hôm đó hoa đang trên đường đi học trở về nhà hoa nghe thấy tiếng gọi ê con nhỏ lừa đảo hôm nay mày chưa xong với tao đâu chỉ cần nghe thấy giọng hoa đã biết đó chính là lũ hay kiếm chuyện với mình bọn chúng làm phiền hoa từ trên lớp đến lúc về nhà vẫn làm phiền hoa ngoảnh lại ngoài mấy tên cùng lớp còn hai tên to béo khác nữa hoa nhận ra ngay đó là nam và minh hai đứa bằng tuổi mà khi trước học cùng lớp với cô Nam và Minh cũng rất hay bắt nạt các bạn khác. Thấy người ngoảnh lại là Hoa, Minh cười khẩy. Thường đứa nào, hóa ra là con nhỏ Hoa Giờ nhìn mày vẫn gầy còm xanh sao và đi chiếc xe đạp cà tàng kia nhỉ. Hoa vẫn cố giữ bình tĩnh, không đáp lại mà định quay bỏ đi luôn. Minh lại nói tiếp. Mà cũng đúng thôi, cửa hàng nhà nó phá sản, mẹ nó bỏ nhà đi trốn. Bố nó thì nợ nần ngập đầu, còn bị chúng nó đến tất nhà đòi tiền cửa hàng nhà nó vẫn bị công an niêm phong từ hồi đấy đến giờ Như thế thì làm gì có tiền mà mua cho nó xe mới chứ May mà bố nó không bán luôn chiếc xe đạp cũ dích kia của nó đấy Không thì nó đi bộ rồi Minh vừa nói vừa cười rượu cợt Hoa cố nén ấm ức Vẫn nhất định không muốn quay lại giải thích Không muốn vướng vào mấy chuyện không đâu Cả đám kia vẫn cười khúc khích Nam nói thêm tiếp Tao còn nghe kể rằng mẹ nó lên thành phố đi theo trai, bị vợ ông kia phát hiện đánh ghen trong một trận túi bụi, sau đó vẫn tiếp tục thì bị ông ý lừa hết tiền, bây giờ sống vật vờ, này đây, đây mai đó lắm. Còn tao thì nghe bảo bố nó nợ nần nhiều quá, bị xã hội đen đến đánh cho nhập viện, giờ trốn trong viện không dám ra ngoài luôn cơ mà. Lời thì thầm to nhỏ, lời đàm tiếu lời trà đạp gia đình làm máu điên của hoa như sôi lên tận não hoa nghiến răng quay lại hét lên mẹ tôi không đi theo trai và bố tôi bị tai nạn chứ không phải bị xã hội đen đòi nợ đánh bố tôi đã trả hết nợ rồi mà phải nằm viện điều trị các người không được nói bố tôi như vậy <laughs> bố mẹ mày như thế thì mày cũng chỉ là một con mất dạy lừa đảo mà thôi mày còn gì mà phải giải thích nữa cái đổ gia đình lừa đảo hoa bực bội một mình lao vào bọn Minh và Nam, nhưng dù khỏe đến đâu thì một người làm sao đấu lại nổi 6 bảy người, nhưng sức chịu đựng như đã vượt quá giới hạn, Hoa vẫn lao thẳng về phía bọn chúng, bọn kia cũng đã sẵn sàng để xô sát. Bỗng từ đâu, cô Linh dừng xe ngay chỗ bọn chúng, cô chạy vào giữa cả đám, lấy hai tay ngăn lại, "Hết giờ học rồi, sao các em chưa về mà còn tụ tập ở đây? Còn Hoa là kiếm chuyện với bọn em à?" mình hét lên, "Bọn nó kiếm chuyện với em trước, còn bị đặt chuyện gia đình em nữa. Tao không bị đặt Tao nói sự thật Nam gay gắt Hoa vẫn định đẩy tay cô Linh ra Tiến về phía bọn Nam và Minh Để ăn thua đủ Thì cô Linh đã can lại Dừng lại đi Hoa Em hãy nhớ những lời cô nói với em Hoa bỗng nhiên đứng khựng lại Ánh mắt dịu hiền của cô Linh Làm Hoa dần dần bình tĩnh trở lại Cô bé không còn muốn lao về phía trước nữa, ánh mắt Hoa bắt đầu buồn đi, hai hàng nước mắt rưng rưng. Hoa tự nhiên òa lên khóc, rồi chạy đến chiếc xe phóng biến đi cô linh nhìn hoa với ánh mắt lo lắng còn bọn minh và nam thì vẫn gọi với theo cô linh nghiêm giọng các em dừng ngay hành động đó lại nếu các em vẫn tiếp tục như thế cô sẽ báo cáo lên nhà trường để có hình phạt kỷ luật các em giờ thì các em hãy về ngay nhà đi cho cô khác với sự vui vẻ và dịu dàng hồi sáng từng lời nói quả quyết ánh mắt nghiêm nghị làm cho cả bọn phải khiếp sợ bọn minh và nam dần im lặng và lên xe ra về ngay sau đó nói về hoa hoa vẫn khóc từ lúc ở chỗ bị đám bạn kiếm chuyện cô bé cảm thấy thật tủi thân và bất công ngay cả khi cô muốn im lặng nén hết nỗi đau khi xưa để cố tập trung vào việc học tập thì cuộc sống vẫn chẳng hề buông tha cho cô bé vẫn có người hàng ngày chà đạp lên nỗi đau xỉ nhục cô hết lần này đến lần khác cô không biết phải làm gì thì cuộc sống mới buông tha cho mình hoa phóng như bay về nhà lạ thay hôm nay cửa nhà cô đã mở Tự bao giờ, vừa vào đến cửa, cô đã thấy bà Hương đang cặp cụi quét sân. Hoa không biết vì sao bà lại ở đây, chẳng phải là bà đang sống riêng một chỗ khác và vẫn đang chăm sóc bố mình ư. Hoa không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ như vậy, nhưng khi thấy bà nội, Hoa cũng xà vào lòng bà, òa khóc nức nở. Bà Hương thấy cháu như vậy thì cũng sang tay ôm trầm lấy Hoa, bà lo lắng hỏi, cháu có chuyện gì sao, sao lại khóc sưng hết cả mắt lên thế này. Hoa thấy bà hỏi thì càng khóc to lên, cô rúi đầu vào vòng tay của bà, cứ thế khóc nức nở. Mãi khi bà Hương vỗ về an ủi một lúc thì Hoa mới bình tĩnh lại. Bà Hương hiền dịu, kể cho bà nghe xem có chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy. Cô bé sụt sùi, từ khi được đi học lại, cháu lên lớp, lúc nào cũng bị các bạn chế giễu và coi thường. Chúng nó bảo cháu là con của bọn lừa đảo Chúng nó bảo gia đình mình đi lừa đảo người khác Chúng nó bảo mẹ cháu chạy trốn lên thành phố Đi cặp bồ, bị người ta đánh ghen Rồi con bị lừa hết tiền Chúng nó còn bảo bố cháu nợ nần ngập đầu Bị đám đòi nợ đánh cho nhập viện Phải trốn trong viện để không bị đánh nữa Từng lời, từng chữ hoa nói ra làm cho lòng bà Hương đau nhói Bà chảy nước mắt ôm đứa bé cháu Bé bỏng bất hạnh vào lòng Xoa đầu an ủi hoa khục đầu trong lòng bà nội, giây phút đấy làm cô bé như muốn thời gian ngừng lại. Hoa mong rằng mình sẽ mãi mãi được bà ôm vào lòng, vỗ về và an ủi như thế này. Bởi thực tế, chưa bao giờ cô bé được bà ngoại làm như thế dù chỉ một lần. Hai bà cháu cứ lặng im ôm nhau như vậy. Bố, bố xin lỗi con, con xin lỗi mẹ. Tiếng của Hoàng làm cho hai bà cháu có chút giật mình. Từ trong nhà, Hoàng cầm nặng, nặng nhọc bước những bước chậm chạp về phía hai bà cháu. Hoa thế bố thì có vẻ hơi giật mình. Cô bé nấp sau lưng bà, chăm chú nhìn về phía bố. Hoàng nghe được câu chuyện của hai bà cháu, anh đi gần đến nơi, nhìn Hoa đôi mắt sưng húp về khóc, đang lấm lét, nấp sau lưng bà Hương, thì nước mắt cũng rưng rưng. Thời gian qua, bố sống tệ với con quá, chỉ vì quá nhu nhược và ngu đần nên bố đã đành lòng giải vò đứa con gái tội nghiệp của mình. bố biết là bố đã sai rất nhiều, đã làm quá nhiều điều có lỗi với con. nhưng chỉ cần con cho bố cơ hội, bố xin hứa sẽ thay đổi bản thân, sẽ yêu thương và bù đắp cho con tất cả. Hoa nghe bố nói những điều đó thì vẫn chưa tin vào mắt mình, vẫn im lặng. chỉ khi bà Hương kéo Hoa và đẩy về phía Hoàng, Hoa mới dám tiến lại gần. Hoàng chới với, ôm lấy cô con gái nhỏ và lòng. con tha lỗi cho bố nhé. Lời xin lỗi khẩn khoản, cùng của ôm bất ngờ, làm cho cô bé Hoa khóc thật to. Con bé ôm chầm lấy Hoàng, cảm giác này đã lâu lắm, Hoa chưa cảm nhận được. Hoàng ôm chặt lấy con gái, nước mắt lưng tròng nhìn lên bà Hương. Mẹ cũng tha lỗi cho đứa con này nhé. Bà Hương nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi mong rằng những giọt nước mắt hối lỗi này là thật, và lời hứa này sẽ được anh thực hiện. Con bé Hoa nó đã phải chịu nhiều khổ cực quá rồi con xin hứa sẽ cố gắng bù đắp cho gia đình mình thật nhiều cả ba người ôm lấy nhau cùng khóc lên nức nở sau đó hoa và bà hương chuẩn bị cho bữa tối mâm cơm tươm tất đã được chuẩn bị xong bà hương vui vẻ hôm nay cả nhà mình còn có khách nữa nhé cả hoa và hoàng vẫn đang tò mò không biết đó là ai thì bà hương đã gọi to vào đây đi con hình bóng một cô gái bước vào hoa thấy quen lắm cô gái bẽn lẽn chào cả nhà xin lỗi vì đã đến ăn trực nhà mình ạ à. À, là cô linh đấy mà chào hoa con vẫn khỏe chứ hoa hớn hở chạy ra kéo Tuấn linh vào ngồi cạnh hoàng rồi chuyển sang ngồi cùng bà nội hoa vui vẻ giới thiệu với bố đây là cô giáo chủ nhiệm mới của con mấy lần con bị các bạn bắt nạt cô đều có mặt để giúp đỡ con cô còn khuyên bảo và an ủi con quay trở lại lớp học khi con bị các bạn châm chọc nữa con nói quá rồi đó là điều quên nên làm mà Chào anh Hoàng, anh vẫn khỏe chứ? Lâu rồi không gặp anh nhỉ." Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó, Linh cất giọng hỏi, làm cho Hoàng đứng hình mất mấy giây rồi mới lắp bắp trả lời. "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô đã giúp đỡ con tôi." Bà Hương thấy như thế thì cũng chỉ mỉm cười tủm tỉm, hoa ngây thơ. "Ờ, thế bố và bà quen cô Linh à?" Bà Hương vui vẻ À cô Linh là hàng xóm ở quê mình đó Nhà mình với nhà cô Linh thân thiết với nhau lắm Tại vì con chưa được về quê nhiều Nên chưa biết cô Linh Cô ấy là giáo viên Giờ chuyển về đây công tác và làm việc ở trường của cháu Việc xin cho cháu đi học lại Cũng một phần nhờ cô Linh đó Cảm ơn cô Linh nhiều ạ Hoa nhìn cô Linh mỉm cười Cô Linh xoa đầu Hoa Vậy con phải hứa học thật giỏi Có gì bị bắt nạt Thì hãy bảo với cô nhé bữa cơm diễn ra thật vui vẻ chỉ có hoàng tối đó là ít nói chỉ nhìn mọi người nói chuyện rồi cười cùng thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn linh một chút sau khi dọn dẹp xong mọi thứ hoa được bà hương dẫn vào phòng để nghỉ ngơi chỉ còn lại hoàng và linh ở phòng khách hoàng cất giọng hỏi em dạo này vẫn ổn chứ công việc thế nào rồi có thuận lợi không linh vui vẻ em vẫn ổn công việc cũng vẫn ổn giờ em chuyển về đây công tác rồi con bé hoa có vẻ rất thích em nhỉ chắc tại do em và con bé có duyên với nhau em vẫn xinh đẹp như xưa linh trầm ngâm một chút rồi đáp xinh đẹp ấy mà cũng có giữ được người mình yêu bên mình mãi mãi đâu anh xin lỗi tại sao lúc đó anh lại cắt liên lạc với em linh nghiêm giọng anh không rõ nữa có thể lúc đó anh quá bồng bột trong tình yêu nên đã vội vàng chọn lầm người mà bỏ lỡ em và giờ anh đã phải trả giá cho sự bồng bột của mình rồi anh nói nghe dễ quá nhỉ sinh sống và lớn lên cùng nhau từ bé Đã có hẹn ước tình cảm với nhau bao nhiêu Rồi đùng một cái Anh đột ngột lên đại học cắt đứt liên lạc với em Không rõ lý do Rồi đùng một cái anh lấy vợ Anh bỏ ngoài tai lời mọi người nói Để đến với người mà anh cho là phù hợp với mình Anh bỏ em trong sự chờ đợi mỏi mòn và khó hiểu Anh có thấy mình quá nhẫn tâm với em không? Anh xin lỗi Anh đúng là một người đàn ông tệ bạc Tệ bạc từ lúc trưởng thành Đến lúc ở cái tuổi mà người đàn ông thành công nhất còn anh thì chẳng có gì vô dụng bị người nhà ruồng rẫy bị vợ bỏ mặc rồi đến cả cách làm bố anh cũng chẳng ra gì anh không xứng đáng có được hạnh phúc còn em thì khác em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hạnh phúc hơn vậy thì chắc do em ngu ngốc quá rồi vẫn mòn mỏi suốt 10 năm để bây giờ khi gặp lại họ thì họ nói là họ không xứng đáng với mình Em đừng như vậy mà Giờ anh thân bại danh liệt Chẳng có thứ gì nữa Anh đã có một đời vợ Và một đứa con 10 tuổi rồi em à Đấy đâu phải là vấn đề đâu Điều quan trọng là em chấp nhận điều đó Đàn ông trí lớn Dù bắt đầu từ bao giờ cũng không phải là muộn Chỉ cần người ta thực sự muốn làm lại tất cả Em vẫn có thể chờ và đồng hành với anh mà Với lại em thấy con bé Hoa cũng dễ thương Em với nó còn hợp nhau nữa Sau câu nói đó cả hai im lặng. Dưới ánh trăng sáng vàng vặc, gió thổi hưu hưu, tiếng côn trùng kêu lên như một bản hòa nhạc trong đêm tĩnh lặng. Hai người cứ ngồi bên nhau như thế mãi. Hơn một năm sau, Hoàng đang chuẩn bị đồ lên chiếc xe ô tô để đi đâu đó. Bỗng Hoàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Anh Hoàng! Hoàng ngoảnh lại, đó là Hồng. Trời ơi! Sao nhìn Hồng sao lại tàn tạ thế này? Đôi mắt thâm quầng hốc khác, da rẻ xanh sao thiếu sức sống. Hoàng hơi bất ngờ, suýt không nhận ra về bộ dạng thảm hại của Hồng. Em làm gì ở đây vậy? Hồng mếu máu. Em biết rằng em có lỗi với gia đình mình rất nhiều. Em xin lỗi vì đã phản bội anh và con gái. Nhưng lúc đó vì quá sợ hãi, nên em đã bỏ đi mà không nói với anh một lời nào. Em cũng xin lỗi vì đã phản bội anh và anh cùng với con để ngoại tình với người khác. Nhưng sau khi biết em có liên quan đến vụ bán hàng và tăng trữ mỹ phẩm kém chất lượng, hắn ta cũng bỏ rơi em rồi suốt gần hai năm rời đi em có kinh doanh thêm nhưng lúc nào cũng thua lỗ lại còn bị người ta lừa hết tiền hai mẹ con em chầy chật làm đủ mọi thứ để có thể sống sót qua ngày giờ mẹ cũng đổ bệnh nặng gia đình bên ngoài cũng không ai giúp đỡ em nữa rồi em xin lỗi anh và con cho em thêm một cơ hội nữa được không hồng khóc lóc nó liền một hồi thật dài cô ta đã thừa nhận tất cả những điều mình đã làm và đã phải trải qua từ sau khi rời bỏ gia đình Nhưng đáp lại Hoàng chỉ bình thản Anh không trách gì em Em cũng không cần phải xin lỗi gì anh cả Mọi chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi Lúc đó tại vì anh cũng còn quá bồng bột nhu nhược Chẳng làm được gì ra hồn nên mới không xứng đáng có được hạnh phúc Vậy là anh đồng ý cho em thêm một cơ hội rồi đúng không? Hồng nhìn Hoàng với ánh mắt hy vọng Anh xin lỗi Nhưng bây giờ điều đó là không thể Hoàng chưa kịp nói hết câu với Hồng thì đã nghe tiếng gọi Bố ơi, bố đã chuẩn bị xong chưa? Gia đình mình chuẩn bị đi thôi, bố đang nói chuyện với ai vậy? Tiếng hoa vang lên, cô bé chạy lại chỗ Hoàng Nhìn hoa bây giờ thật khác, phỏng phao, xinh đẹp hơn hẳn Lần xa hoa dù có chút dám nắng nhưng vẫn khỏe khoắn Chưa kịp nhìn xem bố đang nói chuyện với ai thì Hồng lại cất giọng Hoa à, mẹ con đây, nhìn con khác lúc trước quá Xinh đẹp và da dáng thiếu nữ hơn lúc trước nhiều Hoa nheo mắt một lúc sự thay đổi của Hồng làm Hoa cũng không thể nhận ra Hồng ngay. Mẹ à, Hoa ấp úng. Đúng rồi, là mẹ đây, mẹ về với bố con con rồi đây. Nói rồi, Hồng định tiến lại phía Hoa để ôm lấy cô bé. Cô bé sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Thấy Hoa như vậy, Hồng khóc nức nở. Con định không nhận người mẹ này sao? Hoa nhìn Hồng một chút, lạnh lùng cất giọng. Xin lỗi cô, cô đúng là mẹ của cháu, nhưng chỉ là hai năm trước, còn bây giờ thì khác rồi, cháu đã có mẹ khác và ít ra cô ấy không bao giờ đánh đập và chửi rủa cháu nhiều như cô. Hồng như chết đứng, còn Hoàng nhìn cô có chút ái ngại nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Từ trong nhà, tiếng bà Hương vọng ra. Hai bố con làm gì mà lâu quá vậy? Đã chuẩn bị xong hết chưa? Mau vào giúp mẹ dìu vợ mày ra xe đi. Ai lại để một cái thân già với một bà bầu 8 tháng đi lại khó khăn như này hả? hoàng và hoa dứt khoát bỏ lại hồng đang thân tàn ma dại đứng đó lên xe tiến về phía cửa nhà từ trong nhà bà hương cẩn thận từng bước rìu linh lên xe hoa cũng chạy lại cẩn thận mở cửa đỡ hai người ngồi vào xe hoàng ân cần hai bà cháu nhẹ nhàng thôi không vợ con với cháu nó đau đấy bố cứ yên tâm chưa sinh bố đã thế này rồi từ đợi em trai con sinh ra rồi chắc bố không quan tâm đến bà cháu con nữa mất anh cứ cẩn thận đấy nhé phải yêu thương gia đình mình như nhau, không có yêu thương ai nhiều hơn ai cả. Thôi mà mọi người, cả nhà mình đều yêu thương nhau hết mà. Với lại sinh con ra mà anh Hoàng có yêu thương anh nhiều hơn thì mình thống nhất cho anh ấy ra phòng khách ngủ. Cả bốn người cười nói với nhau vui vẻ. Đúng, đó là gia đình mới của Hoàng và Hoa. Và họ sắp có thêm thành viên mới, chẳng ai còn quan tâm đến sự hiện diện của Hồng cả. Hồng ngồi thụp xuống đất, cô ôm mặt gào lên và khóc nức nở. Con người ta là như thế, khi thực sự mất đi một thứ gì đó rồi mới cảm thấy hối tiếc và ân hận, mới chợt nhận ra thiếu nó thì mình chẳng thể tồn tại nổi. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi, những điều tốt đẹp thường chỉ đến với ta một lần duy nhất trong đời, mất đi là mất tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa khép lại, cũng là khép lại chuỗi ngày tháng bi thương của một đứa trẻ trong chính gia đình của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, mà sao lại có người mẹ nhẫn tâm như hồng chứ? Còn người bố như hoàng, sự nhu nhược hèn kém của anh ta cũng đã khiến anh ta từ một người đàn ông dám chịu trách nhiệm trở thành một kẻ tội lỗi với đứa con ruột thịt của chính mình. Trời vẫn còn thương cho Linh xuất hiện trong cuộc đời anh ta và cho anh ta một người mẹ giàu yêu thương, nếu không thì không biết cuộc đời hoàng và cả cô bé đáng thương hoa nữa sẽ đi về đâu gia đình là tổ ấm chỉ khi có người mẹ và người cha xứng đáng may mắn thay khi chúng ta có tổ ấm đầy đủ yêu thương của mình phải không quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại